Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn Cường Lương dù là chiến tướng cấp bậc vương giả của thổ tộc cũng phải giật thót, mũi tên bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay. Cho dù có nắm được mũi tên, vẫn không thể thoát được cái chết. Bởi vì mũi tên mà hắn nắm được là từ trong cổ họng của hắn thỏ ra. chương 531, Tử Thần Tiến Thành một Cường Lương đã chết, thần hồn muốn chạy trốn, khổ nỗi hiện giờ mũi tên của A Lê đã đạt đến cảnh giới nhân hồn song sát, người chết hồn khó thoát. Sau khi A Lê dùng một mũi tên xử lý Cường Lương, đám trinh sát thổ tộc theo sau hắn rất nhanh đã nhận ra lai lịch của cô bé, từng người đều ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Mũi tên này khiến bọn họ nhớ lại mũi tên bắn xuyên tượng thần hậu thổ nương nương. Trước đây lễ cúng tế ở hiên viên thần điện thì bề trên cũng đã dặn dò họ, cố gắng hết sức không có bất kỳ xung đột gì với bộ tộc Đông Di, nhưng bây giờ người kế thừa ý chí thái cổ nguyệt ma của bộ tộc Đông Di lại đột nhiên ra tay giết chết cường lương, thì những kẻ này bắt buộc phải phản công lại. Tiến pháp của cô bé này tuy rằng rất xuất sắc, nhưng mà cung thủ của bộ tộc Đông Di chỉ giỏi về tấn công tầm xa còn lực phòng ngự lại không mạnh, cho dù trên người cô bé tập trung những tâm huyết của Thái Cổ Nguyệt Ma, cũng không thể công phá vòng vây. Trong hơn 200 quân trinh sát của thổ tộc tất nhiên không chỉ mỗi một kẻ mạnh là cường lương thôi, còn có hai chiến sĩ vương giả có chiến lực đạt đến đẳng cấp đỉnh phong nửa bước thiên tôn. Nhìn thấy A Lê chỉ đơn phương độc mã xông ra chiến đấu và bên cạnh không hề có cung thủ của bộ tộc Đông Di hỗ trợ, hai kẻ này liền tỏ vẻ xem thường, nổi lên sát tâm, kêu gọi những trinh sát khác bao vây xung quanh A Lê. Ngay lúc bọn chúng định thừa cơ hội ra tay, tộc nhân bộ tộc Đông Di đã vội vàng chạy đến, nhìn thấy A Lê bị bao vây, lần lượt dương cao cung tiến, nhắm chuẩn đám trinh sát kia. Hai bên rơi vào thế nước sôi lửa bỏng, nhưng A Lê vẫn không hề chú ý đến, thời khắc này trong mắt cô bé chỉ còn mỗi tổ long ngạo phong đang hấp hối nằm lay lắt trong vũng máu tươi. Ngạo phong bị trọng thương sắp chết, trong mắt chỉ hiện lên mỗi hình bóng của A Lê. A -lê từ từ tiến lại gần, đến chỗ đầu rồng đang nằm, khụy người xuống, dùng tay chạm nhẹ vảy ngược nhuốm đầy máu của cậu ấy. Ngạo Phong, có đau không? A Lê nhẹ nhàng hỏi, lúc trước rất đau, nhưng nhìn thấy tỷ đã không còn đau nữa. Lời này vừa thốt lên, nước mắt của A Lê lần nữa rơi xuống tựa như những hạt chân châu lấp lánh. A Lê, ta nhìn thấy mũi tên của tỷ rồi, ta biết tỷ đang ở hướng Bắc, ta nhớ tỷ, ta muốn gặp được tỷ. Ta vẫn luôn bay về phía Bắc, nhưng ta bay không cao, không thể tránh được bọn chúng. A Lê, tỷ đừng khóc, ta xin lỗi, ta không cố ý bị thương rồi lừa tỷ khóc đâu. Tổ Long uy nghiêm, áp chế toàn bộ sinh linh, nhưng mà ai đã từng nghe thấy Tổ Long thốt lên những lời thâm tình cảm động đến vậy? A Lê không nỡ nghe tiếp, giơ tay mang một luồng nguyệt quang thần mang truyền vào cơ thể của Ngạo Phong từ chỗ vảy ngược. Người thổ tộc vẫn nghĩ A Lê chỉ thức tỉnh ý chí của Thái Cổ Nguyệt Ma, không hề biết chuyện bản thân cô bé đã ngưng tụ ra thần cách Thái Cổ Nguyệt Ma. Thái Cổ Nguyệt Ma có hai mặt thần tính, Tuy hai mặt đều sở hữu tốc độ vô hạn, hóa thành chiến lực mạnh mẽ, nhưng mà Nguyệt Chi Quang diện có khả năng khôi phục thần hồn và thần niệm đã bị tổn hại, Nguyệt Chi Ám diện mới thật sự là sức mạnh hủy diệt mọi thứ. Bây giờ phần Nguyệt Quang mà A Lê truyền vào người Ngạo Phong đến từ thuật trị liệu của Nguyệt Chi Quang diện, có khả năng giúp Ngạo Phong hồi phục long hồn đã bị tổn hại. Ngạo Phong bay từ Nam Chí Bắc không biết đã vượt qua mấy ngàn dặm, toàn thân chi chít mấy vết thương lớn nhỏ trên khắp cơ thể, không chỉ cạn kiệt sinh cơ nghiêm trọng. Long hồn chịu tổn hại càng khủng khiếp hơn sau khi nguyệt quang được truyền vào cơ thể ngạo phong nhanh chóng rơi vào trạng thái thư giãn giống như bị thôi miên a lê kiên chỉ sử dụng cách này nguyệt quang trắng xóa mềm mại không ngừng truyền vào cơ thể ngạo phong đến tận khi năng lượng nguyệt quang vượt qua mức độ mà ngạo phong cần cho việc phục hồi long hồn cô bé mới bỏ tay ra khỏi chỗ phải ngược của ngạo phong cả quá trình không ai tiến đến làm phiền phải đối phó với hàng ngàn mũi tên của tộc nhân tộc đông di đám trinh sát thổ tộc nhất thời không dám manh động nhìn thấy a lê đứng dậy tộc trưởng bộ tộc đông di đi đến bên cạnh cô bé rồi cúi người cung kính hỏi a lê phải xử trí đám trinh sát này ra sao đây trước tiên cứ bắt về đã giữ lại đám này để có thứ giao dịch với lão già hiên viên hòng đổi lấy dũng sĩ của bộ tộc chúng ta a lê nói cho dù có tức giận đến mấy a lê cũng không hề mất đi lý trí ngạo phong tuy rằng thương thế khá nghiêm trọng nhưng cũng không phải do đám trinh sát này gây ra kẻ duy nhất đánh ngạo phong là cường lương đã bị tiêu diệt Bộ tộc Đông Di vẫn còn 3.000 cung thủ bị hiên viên đế nhốt làm con tin ở núi Thủ Dương, bắt đám trinh sát này vừa hay có thể giúp cô bé đoạt lại tộc nhân của mình. Tộc trưởng nghe lệnh, lớn tiếng bảo đám trinh sát kia, buông vũ khí xuống, kẻ kháng lệnh giết không tha. chương 532, Tử Thần Tiến Thành hai Đám trinh sát thổ tộc mới đầu không chịu, nhưng ngay khi bị đôi mắt đen kịt của A lê quét qua một đường, toàn bộ ý chí chống trả đều bị dập tắt, lần lượt bỏ vũ khí trong tay xuống, rồi mặc cho dũng sĩ tộc Đông Di trói chúng lại và dẫn về lãnh địa. nhưng tới lượt hai tên dũng sĩ vương giả có chiến lược đỉnh phong nửa bước thiên tôn của thổ tộc, thì một trong hai kẻ đó ngẩng đầu kiêu ngạo nói: ta khuyên các người tốt nhất nên thả chúng ta ra đi. sự nhẫn nại của hiên viên thần đế cũng chỉ có hạn mà thôi, lòng nhân từ của ngài ấy sẽ không tiếp tục chiếu cố tộc Đông Di nữa đâu đấy. lão giả đó muốn chiến thì cứ chiến đi, tính thời gian, thì tử thần cũng sắp đến đây rồi. cho dù hắn không tìm chúng ta. Chúng ta cũng sẽ nhanh chóng đến núi Thủ Dương tìm hắn tính sổ thôi." A à Lê nhìn về phía đông, nhàn nhạt nói, "Tử thần đó rốt cuộc là kẻ nào?" Tên đó tiếp tục hỏi, A à Lê không trả lời, tức thì phát hiện ra một luồng tử ý lạnh tựa băng xương vô cùng đáng sợ, rồi lại nhìn về hướng đông. Bầu trời đêm tĩnh mịch, các vì sao tỏa sáng lấp lánh, dưới ánh sao, có một bóng đen tựa như con cú đêm lạnh lùng bay đến. Trong tích tắc, bóng đen đã đáp xuống nơi này, chân mang đôi ủng sắt cưỡi gió đạp mạnh xuống đất mặc bộ áp sát băng phách hàn thiết oai phong lẫm liệt sát khí hiên ngang kính giám yêu phục ghi có thể soi sáng khiến đám âm linh hồn phách hiện hình chiếc máu băng phách buộc đầu không thể che giấu mái tóc trắng bạc hoang dã bồng bềnh của cô ấy hàn thiết đen ngòm và băng phách trắng muốt hòa quyện vào nhau khí lạnh khiến người ta choáng ngợp cái gọi là người đẹp vì lụa trang phục này của thùy hỏa đã áp chế được khí thế của người khác khiến họ bị chấn động còn thứ khiến họ hoảng sợ chính là từ ý nồng hậu tỏa ra từ trên người cô ấy cảm giác cô ấy giống như vừa bước ra từ địa ngục Nhìn thấy Thùy Họa xuất hiện, mấy tên dũng sĩ cấp bậc vương giả của thổ tộc đã bất giác dùng mình, kinh ngạc hỏi cô là ai? Ta chính là tử thần, bốn chữ này với thốt lên, uy nghiêm tử thần bạo phát, không kẻ nào dám nhìn thẳng, cũng không ai dám hó hé điều gì, bất kể có là đám trinh sát thổ tộc hay là người bộ tộc Đông Di. Thùy Họa bước đến bên cạnh Ngạo Phong, phát hiện long hồn của cậu ấy đã không còn đáng ngại, lại đi đến trước mặt A Lê, dùng tay lau nước mắt giúp cô bé, hỏi là bọn chúng đã hại Ngạo Phong sao? không phải nhưng chúng cũng không phải người tốt kiêm hà tỷ tỷ đã bị lão giả hiên viên thủ lĩnh của bọn chúng bắt mất rồi a lê nói bắt kiêm hà đi làm gì thùy hòa cao mày lạnh giọng hỏi lão giả hiên viên háo sắc vô sỉ muốn ép kiêm hà tỷ tỷ làm mỹ cơ của hắn thùy hòa nhất thời chấn động rồi nộ khí sung thiên liền muốn ngay lập tức đến thành thủ dương tìm kiêm hà a lê muốn ngăn cản nhưng bị thùy hòa liếc một cái nhóc hãy chăm sóc tốt cho ngạo phong ta đến thành thủ dương dạy dỗ lão già hiên viên đó chị dâu thành thủ dương nguy hiểm trùng trùng chuyện của kiêm hà tỷ tỷ chúng ta phải tính kế lâu dài mới được bây giờ đợi không được nữa nhóc chỉ biết kiêm hà là chiến tướng của ma đạo nhưng không biết thân phận khác của cô ấy là thân phận gì a à, lê hỏi cô ấy là nữ nhân của tạ lan cũng là chị dâu của nhóc đấy chuyện này ở ma đạo gần như không ai biết cả bởi vì thùy hỏa rất coi trọng thể diện a à, lê giật mình rồi bóng đen trong mắt vốn đã biến mất lại tiếp tục trồi lên lớn tiếng nói ta đi cùng tỷ không cần đâu, ta có thân thể tử thần, mặc kệ thành thủ dương của hắn có bố trí thiên binh vạn mã cũng không có sức giết ta đâu, nhóc đợi thương thế của ngạo phong hồi phục ổn thỏa xong rồi đến thành thủ dương cũng không muộn. Nói xong, Thùy Họa nhảy bật lên cao, bay thẳng đến thành thủ dương. Sau khi Thùy Họa đi rồi, A Lê bảo tộc nhân áp giải đám trinh sát thổ tộc quay về lãnh địa, cô bé ở lại canh giữ ngạo phong. Thuật nguyệt quang của thái cổ nguyệt thần đối với việc hồi phục thần hồn rất có hiệu quả, không lâu sau đó ngạo phong liền tỉnh lại, hóa thành hình người thân rồng chi chít vết thương, ngạo phong ở hình người cũng mang bộ dạng thảm thương không kém, đến cả sức đứng dậy cũng không có. Hiện giờ cậu ấy chỉ mới khôi phục long hồn, sinh cơ đã mất đi vẫn cần thời gian tĩnh dưỡng. Linh khí thiên địa ở quy khư hồng hoang vô cùng dồi dào, hoàn toàn có thể thay thế cho khí tức long mạch ở nhân gian, ngạo phong có thể mượn linh khí ở đây từ từ trị thương. Trước đây đều là cậu cóng ta, hôm nay đổi thành ta cóng cậu một lần đi. A à, Lê Diều ngạo phong đứng lên, đau lòng nhẹ giọng nói. Ừ, Ta nặng lắm đấy, Ngạo Phong cảm động nói. Không sao, ta cóng được, đợi thương thế của cậu tốt lên rồi, ta còn muốn cậu tiếp tục đưa ta đi cưới gió lượn mây đó. Được, tỷ cóng ta một lần này, ta sẽ cóng tỉ cả đời. A Lê nghe thế liền động tình, kiếng chân hôn lên môi Ngạo Phong, dịu dàng nói, Ngạo Phong, ta thích cậu. Bên ngoài thành thủ dương, Thùy Hỏa vác đao từ từ tiến thẳng về phía trước. Khác với lúc kiêm hà hiện thân, không kẻ nào dám cản bước chân của Thùy Hỏa cũng không có vệ binh dám tiến lên tra hỏi. Thùy hỏa có thần vị, thần cách, còn được chứng là tử thần của thái cổ minh giới. Toàn bộ quy khư hồng hoàng không thể áp chế thần vị cô ấy, kể cả có là hậu thổ nương nương một vị thần thượng cổ đi trang nữa cũng không thể tôn quý bằng cô ấy. Thần có thần uy, thần không thể chịu sỉ nhục, vì thế người của thổ tộc chỉ có thể đứng đằng xa nhìn cô ấy vác đao tiến vào thành thủ dương. Sau khi Thùy hỏa tiến vào thành, cổng thành cao mấy chục trượng ở đằng sau cô ấy từ từ khép lại. Hiên viên thần điện, ngay thời khắc thủy hỏa tiến vào thành đã khiến hiên viên đế cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu tâm can. Hiên viên đế có thân thể tiên thiên mậu thổ, chỉ cần hai chân hắn đặt lên mặt đất, mọi sự tồn tại mạnh mẽ trong bán kính mười mấy dặm không thể thoát khỏi cảm nhận của hắn. Lúc này vị trí của thủy hỏa còn cách hắn khá xa, nhưng mà, luồng khí lạnh lẽo vẫn khơi dậy chiến ý của hiên viên đế, trong đáy mắt hiện lên tia hưng phấn. Trên thế gian này không có gì có thể thú vị hơn việc giết chết một cường giả thần cấp, nếu như không phải thanh đế vẫn luôn bế quan trong núi không tăng không chịu ra ngoài, thì hiên viên đế sớm đã thử sức với tất cả những anh tài xuất chúng trong thiên hạ rồi. Tử thần ma đạo cuối cùng đã đến rồi, xuất hiện trên tử điện này. chương 533, Giải phóng sát lục 1 Lâm Thùy Hỏa, tướng phá quân của ma đạo, tử thần của thái cổ minh giới. Có được thanh đao hồn chi bi thương sắc bén do đao trấn yêu biến thành và đao pháp cùng tên hồn chi bi thương. Núi khổng minh có để lại một câu nói, anh hùng vân tập công vị lập, mỹ nhân để đao trấn bát hoang. Nghĩa là anh hùng tụ tập lại vẫn chưa lập được công danh thì mỹ nhân cầm đao đã vang danh khắp thiên hạ. Hiện tại Thùy Hỏa đã đến quy khư, cầm đao tiến vào thành thủ dương. Mang theo sát tâm mà trước giờ chưa từng có và sự phẫn nộ như muốn diệt sạch vạn người. Dù là vì danh dự của bản thân nên Thùy Hỏa vẫn luôn không chịu cho Kiêm Hà danh phận nhưng tại trận chiến với Giã Tiên, khi Kiêm Hà xả thân sử dụng lưỡng tâm chi thì trong lòng Thùy Hỏa đã âm thầm thừa nhận sự tồn tại của đoạn tình cảm này sau đó đến trận chiến ở âm sơn kiêm hà một lòng trung thành vì ma đạo lập nên công lao hiển hách thùy hỏa đã xem cô ấy là chị em chỉ đợi sau khi ma đạo lập lại tổ đình liền sẽ cho kiêm hà danh phận cô ấy nên có hiện tại kiêm hà gặp nạn tuy rằng không biết tình hình cụ thể nhưng nữ nhân của ma đạo tổ sư bị người khác xem như mỹ cơ mà bắt đi đây căn bản chính là nỗi ô nhục khiến người khác khó lòng nhẫn nhịn năm đó phá quân hộ pháp thiên tôn cũng từng chịu nhục ở nam hải đệ tử ma đạo thà rằng tự sát cũng phải bảo vệ thanh danh trong sạch cho phá quân hộ pháp thiên tôn, sau liền có câu nói ma đạo đệ tử, vạn thế thiên hồng. Đừng nói đến hiện tại kiêm hà lại là người yêu của đạo tổ, cho dù cô ấy chỉ là đệ tử ma đạo bình thường, Thùy Họa cũng không thể để cô ấy chịu nửa phần ủy khuất. Sau khi cửa thành thủ dương đóng lại Thùy Họa liền cảm thấy như tiến vào tử địa. Nhưng trong lòng lại không hề sợ hãi, hiện tại trước sau cô đã niết bàn bốn lần, chỉ cần niết bàn lần thứ năm thì cô sẽ danh chính ngôn thuận ngồi lên vị trí thiên tôn, hơn nữa còn là thiên tôn với thực lực mạnh mà thiên tôn bình thường không thể so sánh được. Phá quân chi đạo sau lần niết bàn thứ tư cũng đã hoàn toàn viên mãn, tử thần chi thân cũng đã hoàn mỹ thay thế thiên tôn đạo thể. Chẳng qua là cô ấy lo ngại ma đạo vẫn chưa đạt được cơ duyên gì ở quy khư, lo lắng hành trình ở quy khư sẽ sớm kết thúc, vậy nên mới chậm chạp không bước một bước cuối cùng đó. Ngoài nguyên do ở trên thì cô ấy cũng có dã tâm của bản thân nỗi đau khi niết bàn khó mà chịu được nhưng thùy họa lại muốn mượn thân thể bất tử nhân lúc chưa đạt đến thiên tôn niết bàn lần thứ năm lần niết bàn thứ năm có thể khiến cô ấy trực tiếp trở thành đỉnh phong của cảnh giới thiên tôn lúc đấy cho dù thời đại mạt pháp ở nhân gian kết thúc thì ma đạo cũng là một thế lực mà không phải dạng thiên tôn thần minh hạ cấp nào cũng có thể sỉ nhục cũng bởi vì đã hạ quyết tâm này nên mặc dù thùy họa biết rõ rằng thành thủ dương tràn ngập sát cơ nhưng vẫn quyết tâm tiến thành hiện tại thùy họa đang đứng ở đầu một con đường dài con đường này rất lạnh, bách tính trong thành thủ dương sớm đã tìm chỗ ẩn nấp, cho năm vạn đại quân tộc thổ nơi để xây dựng trùng trùng điệp điệp bẫy dập. hai bên đường có hơn vạn người tay cầm binh đao, mà ở quảng trường hoa viên cuối con đường có một vạn dũng sĩ thân mặc trọng giáp dàn trận sẵn sàng đón địch. không hoang quy khư không tu đạo, nguồn gốc chiến lực là từ công pháp diễn sinh ra từ ý chí của thái cổ thần ma. những công pháp này không thuộc về võ đạo, cũng không thuộc về đạo môn, mà là một loại thủ đoạn công kích đặc biệt loại công kích này có thể trực tiếp dùng tiên thiên ngũ hành để cường hóa bản thân, phát ra công kích cường đại mạnh mẽ. Binh đao của Hồng Hoang Quy Khư tự mang ánh sáng, mỗi quyền mỗi cước đều sinh ra tiếng gió, thần niệm chấn động mãnh liệt, bởi vì linh khí sung túc, nên các dũng sĩ Hồng Hoang Quy Khư trời sinh đã có lực lượng và tốc độ cao hơn nhiều so với nhân gian. Nói thật lòng, chiến đấu cận chiến, đạo binh cùng cảnh giới ở nhân gian tuyệt đối không phải là đối thủ của các dũng sĩ Hồng Hoang, đại quân đạo môn không thể sánh bằng đại quân Hồng Hoang. Nhưng nếu nói về chiến đấu tầm xa, đạo môn có thể mượn pháp thuật thần thông của pháp trận để chiếm thế thượng phong. So sánh như vậy thì sự chênh lệch của thực lực hai bên lại không còn lớn như trước. Nhưng mà bản thân Thùy Họa lại không am hiểu thuật pháp tấn công từ xa với quy mô lớn, đối mặt với người sống thì uy áp của tử thần cũng có hạn, điều này cũng có nghĩa là cô phải dựa vào thanh đao trong tay giết ra một đường máu. Dài huyền thiết ngự phong đạp lên phiến đá, phát ra tiếng bước chân nặng nề. Trọng giáp băng phách hàn thiết tỏa ra hàn khí bức người, Thùy Hỏa cầm đao bằng một tay, hỏa diễm màu xanh lam trong mắt bắt đầu bùng cháy, mái tóc trắng tung bay, tay áo mạnh mẽ dao động. Chương 534: Giải phóng sát lục 2. Theo bước chân nặng nề của cô, tâm trạng của các dũng sĩ tộc thổ mai phục hai bên đường ngày càng khẩn trương, cứ như mỗi một bước đều đạp lên trái tim của bọn họ rồi vô tình mà nghiền nát. Bọn họ không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt để đè ép nội tâm đang vô cùng sợ hãi, liều mạng nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thùy Hỏa. Thùy Hòa tiếp tục bước về phía trước khoảng chừng 10 trượng liền có người ra tay. Sau khi có một đạo ánh sáng lạnh lẽo lóe lé lên tiếp sau đó liền có vô số đạo ánh sáng khác theo sau, kiếm quang trồng chéo từ khắp mọi nơi hướng thẳng đến tuyệt thế mỹ nữ vừa oai hùng vĩ đại vừa phát ra hàn ý rét lạnh thấu xương đang đứng giữa con đường kia. Khi hàng trăm ngàn đạo kiếm quang đánh đến, Thùy Hòa bạo phát ra quân uy mạnh mẽ để kiếm quang chém lên người, thân thể tử thần của cô ấy có thể chống đỡ, nhưng bộ trọng giáp băng phách hàn thiết kia lại không thể nào chịu được sự trùng kích hủy diệt như vậy chỉ nghe bang một tiếng, một khối băng phách bên vai phải của Thùy Họa bởi vì bị tấn công quá mạnh mà vỡ nát. Băng phách vỡ vụn, đòn công kích hủy diệt đó liền làm cơ thể Thùy Họa bị thương, bản năng cơ thể khiến cô dùng mình một cái. Dũng sĩ si tộc thổ đứng hai bên đường thấy vậy liền dũng cảm hơn nhiều, binh đao trong tay lần lượt sơ lên, chém thẳng về phía Thùy Họa. Thùy Họa nheo mắt lại, cẩn thận lắng nghe, dùng thần niệm dò ra người đứng gần cô nhất rồi chừa tay chém một đao về phía sau thình thì nhánh sáng trên người vị dũng sĩ si tộc thổ kia lóe lên liền tắt đi, sau đó thân thể bị đao cương chém nát, chưa kịp ngã xuống đất thì người đã biến thành màn mưa máu thịt. Không hề có tiếng kêu thảm thiết nào, chỉ có một mảng đỏ tươi trên mặt đất. Một đao giết người diệt hồn, hồn bị thùy hỏa hấp thu, miệng vết thương cũng liền lại. Lưỡi đao sắc bén sát lục sinh mệnh, lực lượng trọng thương thần hồn. Ta chiến đấu giữa sát lục, tựa như đóa hoa giữa sớm mai. Lưỡi đao của tử thần một khi bắt đầu giết chóc, trên con đường dài từng đóa từng đóa hoa máu nở rộ. Dũng sĩ của tộc thổ đã đánh giá thấp sức chiến đấu của tử thần, cho đến khi tử thần dùng lưỡi đao lấy đi sinh mạng của bọn họ, thì họ mới hiểu được người mà họ đang đối mặt là dạng tồn tại như thế nào. Từng đóa hoa màu máu ngày càng chen chúc với nhau, con đường cũng bắt đầu dỉ máu, giữa phiến đá cũng đã âm ẩm lưu động nhiệt độ của máu tươi. Máu chưa lạnh, lưỡi đao lại băng hàn đến cực điểm. Con đường dài biến thành biển máu, dũng sĩ tộc thổ dùng máu thịt của bản thân biến nơi này thành lò sát sinh. Dũng khí của họ dần biến mất, sự tuyệt vọng sinh ra từ sâu trong linh hồn, nữ nhân này giống như cơn ác mộng họ gặp khi còn nhỏ, khiến họ phải hoảng sợ khóc thét. Đáng tiếc mệnh lệnh mà họ nhận được là, không chết không thôi, không thể lùi bước. Sau nửa canh giờ, cuối cùng Thùy Hỏa cũng đến đầu còn lại của con đường, đối diện với một vạn chiến sĩ trọng giáp ở quảng trường Hoa Viên. Một vạn người này không giống với nhóm người mai phục hai bên đường, bọn họ đã được hiên viên thần điện tẩy lễ, trọng giáp cho họ lực phòng ngự cường đại, mà tẩy lễ của hiên viên đế lại cho họ sự bảo hộ của tiên thiên mậu thổ. Công kích dưới nửa bước thiên tôn căn bản không thể động đến họ, mà muốn phát huy chiến lực của nửa bước thiên tôn bắt buộc phải dùng đến thần niệm. Muốn đầu sát thần không phải chuyện nhỏ, nhìn khắp hồng hoang quy khư cũng chỉ có hiên viên đế có thể bày ra trận thế lớn như thế này, trước tiên dùng một vạn dũng sĩ tinh nhuệ mai phục để thăm dò chiến lực của tử thần, sau đó lại dùng một vạn dũng sĩ trọng giáp để tiêu hao nhuệ khí và kích phát sát tính của tử thần. đáng tiếc, bản tính của hiên viên đế đã định sẵn là sai ngay từ đầu. không chỉ nhân gian không biết gì về uy năng của tử thần thái cổ minh giới mà hồng hoang quy khư cũng như vậy. chỉ cần có người chết, liền sẽ có hồn năng, có hồn năng thì thần niệm của tử thần vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ cạn kiệt. hiện tại thủy hỏa đã đổ sát đẫm máu một vạn dũng sĩ tộc thổ, hồn năng ở nơi này sớm đã vô cùng dồi dào chỉ là vẫn chưa đủ để cô ấy hoàn thành lần niết bàn thứ năm mà thôi. Một màn dao quang máu thịt lại lần nữa hiện ra, một vạn dũng sĩ trọng giáp tộc thổ không hề dễ giết, thậm chí nếu lưỡi đao không theo kịp thì đao bị gãy cũng là chuyện thường. Thùy hỏa không ngừng di chuyển giữa cả vạn người để né đòn, khi ánh đao màu bích lam lóe lên nhất định sẽ có pháo hoa màu máu nổ tung. Trừ Thùy Họa ra, tất cả những người tiến vào quy khư không một ai có thể chém giết giữa vạn quân lại không hề bị quân uy áp chế. Thùy Hỏa có thể làm được điều này không chỉ nhờ vào thân thể tử thần mà còn có quân uy vô cùng mạnh mẽ của mệnh cách phá quân. Tiếng hét xiết của tộc thổ mới ban đầu còn vang dội rung trời, không bao lâu sau thì lặng yên không một tiếng động. Chuyện tiêu hao thần niệm không hề xảy ra, chỉ có càng giết càng vô tình, chiến ý mỗi lúc một cao. Ở hiên viên thần điện, hiên viên đế và thủ tịch đại tế tư đứng ở đài cao nhìn huyết khí ngút trời bay lên từ quảng trường hoa viên. Đứng phía sau hắn là kiêm hà đã bị phong cấm thần niệm sắc mặt kiêm hà mang đầy vẻ âu lo, cô biết rõ trong thành thủ dương ẩn giấu vô vàn sát cơ, cũng biết thủy họa một mình xông vào thành. Nhưng khi hiên viên đế quay đầu nhìn lại thì cô lại bày ra vẻ mặt vân đạm phong khinh. Giải thích vân đạm phong khinh là mây trôi nước chảy, vô ưu vô lo, bình thản tự nhiên. Hết giải thích, nếu như quả nhân đồ sát thần thành công, cô có biết vận mệnh gì đang chờ đợi cô không? Hiên viên đế mặt không để lộ bất kỳ biểu cảm nào nói. Cái gì, quả nhân muốn dùng thân thể của cô để khao thưởng dũng sĩ tam quân. chương 535, Thanh Đế hiện thân một Trận chiến trên quảng trường Hoa Viên kéo dài đến tận Hoàng Hôn. Hoàng Hôn, trời chiều như màu máu, giống hệt với màu trên bộ trọng giáp băng phách huyền thiết của Thủy Họa ngay lúc này. Hồng Hoang chỉ biết đến cái danh minh quân của Hiên Viên Đế, nhưng lại không hề biết rằng từ đầu đến cuối trận chiến này hắn đều thở ơ, lạnh nhạt nhìn hai vạn quân tộc thổ chết thảm, sắc mặt không thay đổi dù chỉ một chút. Bách tính thành thủ dương tuy rằng không lộ diện nhưng bước chân của tử thần đã trở thành ấn tượng sâu đậm in vào lòng họ. Đạo tàng đời sau đánh giá rằng, phá quân của ma đạo sau trận chiến ở thành thủ dương, bước chân tử thần trở thành một điều cấm kỵ mà chẳng ai muốn nghe thấy. Hiện tại trong số 5 vạn dũng sĩ si tộc thổ mà hiên viên đế giữ lại ở thành thủ dương đã hao tổn mất hai vạn quân, ba vạn quân còn lại toàn bộ đều tập hợp ở quảng trường trước thần điện. Ba vạn quân này cũng không phải dùng để dâng lên cho tử thần tùy tiện giết, bởi vì trong đấy có hơn 100 dũng sĩ vương giả cấp bậc nửa bước thiên tôn mà hiên viên đế đã tỉ mỉ lựa chọn. Dũng sĩ bình thường rất khó thương tổn đến bản thể của thiên tôn, nhưng mà dũng sĩ cấp bậc vương giả lại có thể. Bọn họ lẫn vào ba vạn tinh binh, dùng sát khí quân uy che đậy thần niệm, không ai có thể cảm giác được sự tồn tại hay phương hướng của họ, đương nhiên cũng chẳng ai có thể trốn thoát được sự tập kích hủy diệt của họ. Thùy họa đi lên quảng trường, cô phải vận dụng hết tất cả quân uy bản thân có để chống lại quân uy sát khí của ba vạn tinh binh. Sau khi trải qua trận chiến ở quảng trường Hoa Viên, trọng giáp băng phách huyền thiết đã bị tổn hại nghiêm trọng, đến ngay cả phục hy giám yêu kính ở giữa cũng đã xuất hiện vết nứt. Cũng chỉ có cô, phong quang không thay đổi, sắc lạnh như đao phong. Cô không biết sát cơ đang ẩn tàng trong ba vạn tinh binh này, cho dù có biết rồi thì cũng chẳng có một chút sợ hãi nào. Hiên viên thần điện, hiên viên đế và thủ tịch đại tế tư thần bí đang lạnh nhạt nhìn về quảng trường trước thần điện. Quảng lão, người có vừa lòng với nước cờ này của quả nhân không? hiên viên đế hỏi bàn cờ này của bệ hạ dù là thanh đế có đến đây cũng phải nuốt hận ngã xuống muốn diệt sát tử thần lại hoàn toàn dư sức thùy họa một đường đánh giết từ ngoài thành vào đến đây chiến lực vẫn chưa bị hai người này nhìn thấu nên thủ tịch đại tế tư mới nói ra một câu như vậy ha ha chiến lực của tử thần quả thật rất mạnh nhưng còn xa mới sánh bằng thanh đế nói đến cũng kỳ lạ quy khư xuất thế lão già thanh đế đó lại có thể đè nén tâm tính không xuất hiện chẳng lẽ lại giống như trong truyền thuyết đã nói Thảo nguyên của hắn thật sự đã đến cực hạn. Thanh đế bí ẩn khó dò, chỉ sợ là có thâm ý khác. Ha ha, quả nhân ngược lại muốn xem xem hắn có thể nhẫn đến khi nào. Nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, lòng kiêm hà càng lạnh, cô ấy biết được sức mạnh của tử thần chi thân, nhưng hiên viên đế vốn là một tồn tại cấp bậc thiên tôn, có năng lực làm tổn thương đến thần hồn của Thùy Hỏa. Còn có thủ tịch đại tế tư này nữa, chiến lực sợ là cũng đã ở cấp bậc thiên tôn. Nếu như Thùy Hỏa không may bị đánh vào niết bàn, Hai người này ra tay tuyệt đối có năng lực hủy diệt thần hồn của cô ấy. Đáng tiếc, tuy rằng lòng cô lo lắng không yên nhưng lại chẳng thể làm gì được. Dưới hạ Lưu sông Lạc thủy, lãnh địa của bộ tộc Đông Di. Sau khi thương thế của Ngạo Phong đã ổn định, A Lê càng lo lắng cho an nguy của Thủy Hỏa. Lúc này Trương Chi Viễn đã liên lạc được với mấy cao thủ nửa bước thiên tôn mạnh nhất của nhân đạo, toàn bộ đều tụ tập ở lãnh địa của bộ tộc Đông Di. Mới đầu Trương Chi Viễn còn lo lắng mà đạo lật mặt với Hiên Viên Đế sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đại cục nhưng từ sau khi thủy họa đơn thương độc mã tiến vào thành thủ dương, ông ta ngược lại trở nên trầm tính. A Lê ngưng tụ ra thần cách của Thái Cổ Nguyệt Ma khiến ông ta lo lắng về sự cuột khởi của ma đạo, hiện tại ông ta cảm thấy, nếu như ma đạo thật sự vì hiên viên đế mà mất đi phá quân, đối với nhân đạo mà nói có lẽ còn ý nghĩa hơn việc có được hồn của cung công. Vậy nên, khi A Lê bảo ông ta bày tỏ thái độ, ông ta chỉ lạnh nhạt nói thành thủ dương trùng trùng sát cơ không thể tùy ý mạo hiểm. A Lê không phải kẻ ngốc, có thể nhìn ra Trương Chi Viễn không định nhúng tay vào nữa, đồng thời càng cảm thấy lo lắng cho Thủy Hỏa hơn. Suy nghĩ chốc lát liền đi tìm tộc trưởng để ông ấy trưng binh, lập tức đi đến thành Thủ Dương. Một vạn đại quân xả thủ của bộ tộc Đông Di vừa tập hợp xong, Bạch Vô Nhai cũng đến nơi kịp lúc. Sau khi gặp A Lê, hai người liền dẫn binh tiến về thành Thủ Dương. Chương 536: Thanh đế hiện thân 2. Khi đến nơi cách thành Thủ Dương 10 dặm, từ xa liền thấy sát khí sung thiên bay lên từ trong thành hai người A Lê và Bạch Vô Nhai liền tăng tốc phi hành. Ai biết khi đến bên ngoài thành, lại phát hiện binh lực của tộc thổ trên núi Thủ Dương lại đang mai phục bên ngoài thành, đây chính là chỗ hơn người của hiên viên đế, không chỉ trong thành bố trí sát cơ nặng nề mà bên ngoài thành cũng trở lại hậu chiêu. Bạch Vô Nhai bảo vệ A Lê, hai người vừa giết vừa lui, đợi đến khi tụ họp với một vạn xả thủ của bộ tộc Đông Di, liền kịch liệt chém giết với quân của núi Thủ Dương. Ngân hồ Bạch Vô Nhai có sát tính vô cùng mãnh liệt, tiến của A Lê bách phát bách chúng, tuy rằng tộc thổ có hai vạn người nhưng cán cân lợi thế cũng không hề nghiêng về phía họ chỉ là muốn đột phá vòng tuyến của họ để vào thành vẫn cần một khoảng thời gian trên quảng trường của thần điện thùy hỏa đã bị tập kích trí mạng ba lần cô cũng hiểu rõ hiện tại bản thân đã gặp phải tử địch chân chính trong ba vạn tinh binh này không biết đã ẩn tàng bao nhiêu cao thủ nửa bước thiên tôn nhưng mà hiện tại cho dù cô có muốn phá vây rút lui cũng không kịp nữa rồi không thể ngự không ở hồng hoang quy khư dưới đất lại có đại quân trùng trùng điệp điệp vây quanh muốn thoát cũng chẳng được kế diệt thần mà hiên viên đế dựng nên, điểm tuyệt diệu nhất là người vĩnh viễn cũng không biết được ai mới là người có tính uy hiếp với người nhất, không thể có phán đoán chính xác kịp thời, liền không tránh khỏi cái chết. Thùy Hỏa vừa dùng hồn chi bi thương ngăn một trường thương phát ra hắc quang đột nhiên xuất hiện, sau lưng lại truyền đến hai tiếng xé gió sắc nhọn, lực hủy diệt mạnh mẽ khiến da lưng cô không nhịn được co rút lại. Vừa định quay đầu nghênh địch, trường thương phía trước lại lần nữa đánh úp lại, từ yếu đến mạnh, lực lượng hủy diệt phải tăng lên đến 10 lần ba người dũng sĩ bậc phương giả đồng thời tung ra đòn đột kích chí mạng một lần công kích này đã hoàn toàn tỏa định khí cơ của thùy hỏa cô chỉ có thể lựa chọn tránh thoát hai đòn công kích từ phía sau để mặc cho trường thương đâm thủng phục hy dám yêu kính một tiếng bang vang lên phục hy dám yêu kính vỡ vụn thùy hỏa uốn người bay ra ngoài ở trên không trung nôn ra một ngụm máu tươi không đợi thân thể cô ấy tiếp đất sát cơ từ bốn phương tám hướng bành trướng mãnh liệt cuồn cuộn về phía cô như muốn hoàn toàn bao phủ cô ngay lúc này Thùy Hỏa hét lớn một tiếng, toàn thân tỏa ra khói đen, trực tiếp biến hồn năng thành sát cơ hủy diệt. Hồn năng bạo nổ sinh ra trùng kịch năng lượng, ngay lập tức lấy đi cả ngàn sinh mệnh, dư chấn của hủy diệt lại khiến hơn ngàn người bị thương với mức độ khác nhau. Hiện tại phạm vi 10 trượng xung quanh Thùy Hỏa triệt để chống không. Làm hồn năng nổ tung khiến thần niệm hao phí cực kỳ lớn, với chiến lược hiện tại của Thùy Hỏa cũng không thể thi triển nhiều lần, Quan trọng nhất là một khi cô sử dụng chiêu này thì trong thời gian ngắn không thể tiếp tục dùng hồn năng để chữa trị cho thân thể bị tổn thương, cô ấy của ngay lúc này vô cùng yếu nhược. Vẫn may, lực sát thương khi hồn năng nổ tung đã khiến dũng sĩ tộc thổ chấn kinh, nhất thời tất cả đều đình chỉ công kích. Thùy hỏa quỳ một chân trên đất, thanh hồn chi bi thương cắm trên mặt đất yên lặng hấp thu hồn năng. Dũng sĩ tộc thổ bình thường không nhìn ra vấn đề gì, nhưng sự suy yếu của Thùy hỏa lại không thể giấu được những dũng sĩ vương giả cấp bậc nửa bước thiên tôn kia. Đến lúc này rồi họ cũng không sợ bại lộ thân phận nữa, hơn cả trăm người đồng thời ra tay với Thủy Họa. Thủy Họa chỉ có thể thi triển bạo nổ hồn năng một lần nữa, sau khi bước lui đám người đó, bay cao lên tại chỗ rồi xông vào trận hình của những dũng sĩ bình thường kia như một con chim lớn, bắt đầu điên cuồng giết chóc thu hoạch sinh mệnh, bất kể sống chết. Hiện tại những dũng sĩ vương giả cấp bậc nửa bước thiên tôn có thể uy hiếp Thủy Họa nhất đã ra khỏi đội hình, những dũng sĩ tộc thổ bình thường này làm sao chống nổi màn tẩy lễ tinh phong huyết vũ của Thủy Họa, huống hồ cô đã bất chấp sống chết, căn bản không để tâm bản thân chịu bao nhiêu vết thương, tiếng gào thét vang dội nhất thời không thể dừng lại được. Đợi đến bị đám dũng sĩ vương giả đó bao vây lần nữa thì Thùy Họa đã điên cuồng giết chóc hơn ngàn người. Mà cả người cô lúc này cũng đã chẳng chịt vết thương, hậu quả của việc bất chấp sống chết đương nhiên là mình đầy thương tích. Cô lúc này đã không còn sức chống cự với đòn công kích hủy diệt của các dũng sĩ vương giả, sau lần bạo nổ hồn năm cuối cùng, Thùy Họa liền bị sát cơ phô thiên cái địa bao phủ, thân ảnh biến mất, trực tiếp tiến vào cảnh giới Niết Bàn. Hồng Hoang Quy Khư chưa từng có người chứng kiến cảnh tử thần Niết Bàn, chỉ nghĩ Lâm Thủy Hỏa đã bị đánh nát thân thể, thần hồn câu diệt, liền ngay lúc này lại xuất hiện một vòng xoáy hư không đen kịt trên không trung, sau đó hồn năng hóa thành khí đen điên cuồng tuồng vào bên trong vòng xoáy màu đen. Biến cố này khiến tất cả mọi người kinh ngạc, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt sinh sôi trong lòng những người có mặt ở đấy. Nhưng dù cho họ cố gắng công kích thế nào đi nữa, Vòng xoáy hư không trên không trung cũng chẳng bị dao động chút nào, căn bản không thể ngăn cản nó hấp thụ khí đen. "Quảng lão, chuyện này là thế nào?" Hiên Viên Đế kinh ngạc hỏi. "Không ổn rồi thưa bệ hạ, khí đen đó là do hồn năng hóa thành, nói không chừng tử thần đó đang dùng tà pháp để đúc lại thân thể cho bản thân, nhất định phải ngăn cản cô ta." Vừa có ý nghĩ này, Hiên Viên Đế không kịp suy nghĩ nhiều, bổn tôn liền hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng bay về phía quảng trường trước thần điện, thủ tịch đại tế tư cũng đi theo sau. Vòng xoáy hư không khi tử thần Niết Bàn chỉ có chiến lược cấp thiên tôn ra tay mới có thể làm nó hao tổn, sau khi hiên viên đế hiện thân, cầm trong tay một thanh cử kiếm màu hoàng kim, bộc phát ra tiên thiên mậu thổ chi khí toàn lực chém về phía vòng xoáy hư không. Một kiếm chém xuống, hư không bị nghiền nát, từ trường không khí vô hình bạo nổ. Vòng xoáy hư không đen kịt lắc lư vài cái, tốc độ hấp thu hồn năng giảm bớt thấy rõ. Cùng lúc đó, vị thủ tịch đại tế tư kia cũng lấy ra lá cờ màu vàng cam, niệm chú ngữ, cắm nó lên mặt đất, ngay lập tức sinh ra một vòng tròn màu vàng kim, nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, đến khi toàn bộ không gian đều bị nó bao phủ thì liền hình thành một màn chắn màu vàng. Đây chính là hoàng kỳ của Trung Thiên Mậu Thổ, là bảo vật trí thượng của tộc thổ, hiên viên đế cố ý giao cho hắn sử dụng, mục đích chính là để hắn dùng nó nhốt thủy hỏa vào bên trong. Tiếp đó, hiên viên đế dùng thần lực vô hạn huy động hoàng kim cự kiếm không ngừng chém về phía vòng xoáy hư không, mà thủ tịch đại tế tư thì đang dùng thần niệm thao túng Trung Thiên Mậu Thổ hoàng kỳ, cố gắng xác định vị trí của thần hồn thủy hỏa ngay khi nó hiện thân. Vòng xoáy hư không không chịu được công kích của hiên viên đế, dung lắc ngày càng dữ dội, không thể tiếp tục hấp thụ hồn năng nữa, hồn năng đã hấp thụ được cũng bị đánh đến tiêu tán. Mắt thấy vòng xoáy hư không cuối cùng chẳng thể tiếp tục duy trì mà sắp tan biến thì đột nhiên có một chiếc lá dâu bay xuống từ trên không. Lá dâu lớn bằng bàn tay, nhìn cứ như vội ý mà rơi lên màn che màu vàng. Chỉ nghe một tiếng chấn động cực mạnh, màn chắn do trung tiên mậu thổ hoàng kỳ hóa ra ầm ầm vỡ nát thủ tịch đại tế tư bị phản phệ sắc mặt nhợt nhạt như giấy há miệng nôn ra một ngụm máu ngẩng đầu nói với hiên viên đế trên không bệ hạ thanh đế đến rồi chương 537, thiên tôn mạnh nhất một người có tên cây có bóng cho dù hiên viên đế ở trong lòng nhạo báng thanh đế bao nhiêu lần đi nữa nhưng khi nghe nói thanh đế đến vẫn không nhịn được mà cả thân thể lẫn tinh thần đều chấn động Hiện tại vòng xoáy hư không đen kịt trên bầu trời chỉ thiếu chút nữa là hoàn toàn tan biến, kế hoạch sát thần mắt thấy đã thành công, hiên viên đế cắn răng liều mạng huy động hoàng kim cự kiếm, muốn nhân lúc trước khi thanh đế hiện thân đánh nát vòng xoáy hư không. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện có chỗ không đúng, vòng xoáy hư không không những không tiêu tán mà ngược lại còn có xu thế tích tụ lại, đây là do có người đang hồi phục nó. Thời điểm tử thần niết bàn sinh ra vòng xoáy hư không là do thần cách của tử thần hóa thành, lực lượng có thể chữa trị được thần cách ở hồng hoang chỉ có vô thượng thần công nhất thốn quang âm tức là một tấc thời gian của thanh đế mới có thể làm được. Nhất thốn quang âm, nhất thốn kim, thanh đế dùng chân khí tiên thiên ất mộc nhập đạo, thanh tu 3.000 năm lĩnh ngộ ra được thuật ngụy trường sinh. Sở dĩ nói là ngụy trường sinh là vì công pháp này không thể khiến vật sống trở về một đoạn thời gian nào đó nhưng lại có thể đưa sự vật trở về trạng thái trước khi bị tổn thương. Thanh đế hiện thân ở trên không trung, sau đó lục quang đại biểu cho nhất thốn quang âm rơi vào trong vòng xoáy hư không do thần cách của thủy hỏa hóa thành, vòng xoáy hư không liền từng chút từng chút quay lại trạng thái trước khi bị công kích, từ trạng thái bất động sắp tan biến đến một lần nữa vững chắc kiên cố xoay vòng trên bầu trời. Đợi đến khi thời gian thi pháp của nhất thốn quang âm trùng khớp với thời gian công kích của hiên viên đế, vòng xoáy hư không đã khôi phục như ban đầu, bắt đầu hấp thu khí đen do hồn năng hóa thành. Toàn bộ quá trình, hiên viên đế không hề tốn công vô ích công kích thêm bất cứ lần nào nữa, ngược lại có chút vui mừng khi thấy việc sắp thành bởi vì nhất thốn quang âm một khi đã thi pháp thì không thể dừng lại hơn nữa thời gian thi pháp càng lâu thì phản phệ lên người thanh đế sẽ càng mạnh cái mà nhất thốn quang âm tiêu hao thật ra chính là thọ nguyên của thanh đế lúc ông ấy đến phong thần tuấn lãng tựa ngọc cứ như sẽ vĩnh viễn tươi trẻ như vậy mãi mãi không già mà hiện tại đầu tóc đã hóa trắng khóe mắt và giữa trán đều đã sinh ra nếp nhăn chiến lực của tử thần hiên viên đế đã thấy qua rồi còn xa mới bị được với uy năng của thanh đế nếu như thanh đế vì giúp tử thần ngưng tụ lại thân xác một lần nữa mà bị trọng thương, vậy thì mấy vạn người chết của tộc thổ xem như là có giá trị, thậm chí còn có ý nghĩa hơn việc diệt tử thần nhiều. Hiên viên đế nghĩ như vậy là do hắn không hiểu tử thần niết bàn có ý nghĩa gì, nếu như để hắn biết một khi tử thần trùng sinh, chiến lực sẽ lập tức tăng đến cảnh giới trí cường thiên tôn nói không chừng hắn sẽ hối hận đến xanh ruột. Cũng bởi vì hắn chẳng biết chút gì về tử thần, cho nên khi hắn thấy bộ dạng giả dạ yếu tóc trắng xóa của thanh đế khóe miệng mới không kiềm được mà lộ ra ý cười. Không chỉ thần niệm của thanh đế già đi mà còn có cả thần niệm uy áp, điều này cũng có nghĩa là chiến lực của thanh đế cũng trôi đi theo thọ nguyên. Đợi đến khi thanh đế từ trên không rơi xuống đất, hiên viên đế liền cất bước lớn đi về phía ông ấy, hắn hiện tại có tự tin để đơn độc khiêu chiến với thanh đế. Bất quá dù sao thì thanh đế cũng là lãnh tụ tinh thần của tộc mộc, lại là tuyệt thế cường giả danh chấn ở hồng hoang hơn cả ngàn năm, cho dù Hiên Viên Đế có nổi lên sát tâm thì vẫn phải giữ lễ nghi cơ bản nhất. Hiện tại Tử Thần đã hoàn toàn bị hắn vứt ra sau đầu, tùy ý hấp thụ hồn năng để cô ta trùng tu lại thân thể thì đã sao? Dù sao cũng đã thăm dò ra khuyết điểm chí mạng của cô, sau khi giết chết thanh đế lại quay sang giết cô ta thêm lần nữa cũng không muộn. Huống chi vừa rồi chỉ có thủ hạ của hắn tham gia sát thần, hắn và thủ kịch đại tế tư vẫn chưa hề tham chiến, cho nên Hiên Viên Đế không hề kiêng kỵ việc để Tử Thần trùng sinh. Hiên Viên bái kiến thanh đế bệ hạ. Bệ hạ không ở núi không tang bế quan, sao lại đột nhiên có hứng thú đến thành thủ dương. Hiên viên đế trên mặt nở nụ cười nhưng ngữ khí lại hùng hổ dọa người. Tính cực tư động, thanh đế nhàn nhạt, nhạt, nói ra bốn chữ. Tính cực tư động, vạn dặm núi sông ở hồng hoang cảnh đẹp như vẽ, đến cả núi lưu ba được xưng là cấm địa nhân gian mà thanh đế bệ hạ cũng dám đơn độc tiến vào, vì sao phải chạy đến đây phá hủy chuyện lớn mà ta dốc lòng tính toán. Quả nhân đến vì cô ấy, Thanh đế chỉ vào vòng xoáy hư không lúc này vẫn đang không ngừng xoay tròn hấp thu hồn năng nói. chương 538, thiên tôn mạnh nhất hai Không ngờ đến tộc ngục trước giờ vẫn luôn cách nhân biệt thế vậy mà lại liên thủ với ma đạo rồi. Hiên viên đế lạnh lùng nói, bổn tộc đương nhiên sẽ không tranh đấu, trước kia không nhúng tay vào phân tranh số mệnh của hồng hoang, tương lai cũng vậy. Nói như vậy là do thanh đế bệ hạ và tử thần có quen biết. Hiên viên đế lại hỏi, quả nhân không biết tử thần là gì, nhưng quả nhân từ quân uy của cô ấy nhận ra cô ấy chính là phá quân của ma đạo. Thanh đế thản nhiên nói, nói đến đây, trên mặt ông ấy hiện lên thần sắc hoài niệm chuyện xưa. Lúc trước khi ma đạo tổ sư truyền đạo cho ông ấy đã vô cùng kiêu ngạo kể rằng, hộ pháp thiên tôn phá quân của ma đạo, một người có thể ngăn cản trăm vạn binh, là vị tướng tung hoành xa trường sát phạt quyết đoán của ma đạo ta. Ngày đó sau khi thanh đế thả ra lá dâu, tâm trạng liền phập phồng không yên, không thể nào tiếp tục tính tâm ngộ đạo được nữa, liền âm thầm đuổi theo lá dâu thẳng đến phía bắc. Đợi đến khi đuổi đến phía trên thành thủ dương, lá dâu bị huyết khí sung thiên ảnh hưởng, vẫn luôn quanh quẩn trên không trung, vì vậy thanh đế liền ẩn thân tàng hình, nhìn cảnh thùy hỏa quyết chiến với năm vạn đại quân thành thủ dương và hơn trăm người nửa bước thiên tôn từ đầu đến cuối. Từ lúc thùy hỏa giải phóng quân uy, ông ấy liền nhớ đến lời đạo tổ nói, nhận ra quân uy đặc biệt chỉ phá quân mới có. Hồng hoang không ai biết được lai lịch của tử thần, nhưng thanh đế lại là ngoại lệ. Đạo tổ không có chuyện gì là không nói với thanh đế, đương nhiên cũng sẽ nói đến nguồn gốc chiến lực thái cổ thần ma của hồng hoang quy khư, trong đó cũng có cả tử thần. Vậy nên, mãi đến khi Thùy Họa bị một đám dũng sĩ vương giả đánh vào niết bàn cũng không hề ra tay, nhưng khi ông ấy thấy hiên viên đế và thủ tịch đại tế từ bố trí trung thiên mậu thổ hạnh hoàng kỳ, ý đồ muốn tiêu diệt thần hồn của Thùy Họa thì thanh đế không thể không ra tay. Trước tiên đem công lực chút vào chiếc lá dâu kia, đánh tan màn chắn do trung thiên mậu thổ hạnh hoàng kỳ mà thủ tịch đại tế tư dùng thần niệm điều khiển sau đó thiêu đốt sinh cơ và thọ nguyên làm cái giá để thi triển nhất thốn quang âm cho vòng xoáy hư không thanh đế đã đoán trúng tâm tư của hiên viên đế biết rõ hắn sẽ không ngăn cản nếu không một kích toàn lực của ông ấy liều mạng ngọc nát đá tan cũng phải lôi cái mạng của hiên viên đế theo cùng tướng phá quân của ma đạo có quan hệ gì với ngươi hiên viên đế hỏi kể từ năm đó khi quả nhân vang danh khắp hồng hoang chỉ với một trận chiến không biết đã có bao nhiêu người muốn đánh cắp phương pháp tu hành của quả nhân từ núi không tang, toàn bộ đều bị quả nhân giết chết. Cho dù là tộc trưởng của tộc ta cũng không biết được huyền cơ trong việc tu hành của ta. Thanh đế nói, ta cũng rất hiếu kỳ với công pháp mà ngài tu hành. Cái quả nhân tu là đạo, đạo, 50 đại đạo, độn khứ kỳ nhất, cái quả nhân tu chính là đại đạo trí cao vô thượng của nhân gian, mà người truyền đạo thụ nghiệp chính là ma đạo tổ sư 3.000 năm trước đã đến quy khư, nói như vậy thì ngài cũng là đệ tử ma đạo rồi hiên viên đế lập tức bắt được mấu chốt của vấn đề thanh đế vũ ngạnh thiều hít sâu một hơi lớn tiếng hô đệ tử ma đạo vạn thế thiên hồng âm thanh của thanh đế truyền khắp thành thủ dương sau khi hô xong bỗng nhiên từ bên ngoài thành truyền đến một giọng nữ đệ tử ma đạo vạn thế thiên hồng tiếp tục có một giọng nữ khác đáp lại sau đó bên ngoài thành truyền đến thanh âm gào thét của hơn ngàn người thân sắc của hiên viên đế biến đổi liên tục đưa mắt bảo đại tế tư nhanh chóng dẫn binh về phía cổng thành tập kích cường địch mà bản thân hắn lại phát ra hủy diệt sát cơ hướng về phía thanh đế thọ nguyên của thanh đế đã khô kiệt chiến lực cũng bị thương tổn nhưng mà dù sao ông ấy cũng đã ngộ đạo mấy ngàn năm tuy rằng vô lực đối kháng với hiên viên đế nhưng dựa vào thuật pháp thần thông vẫn có thể miễn cưỡng quấn lấy hiên viên đế hiên viên đế cương mãnh tuyệt luân dựa vào lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ của thân thể tiên thiên mậu thổ bỏ qua công kích lạc hoa đao và tăng mộc loa toàn khí kình của thanh đế triệu hồi cự long thủ hộ mậu thổ ra phối hợp với hoàng kim cự đao trong tay đánh đến mức khiến thanh đế chỉ như cành lá khô lộ rõ trạng thái giả nua chật vật trong lúc hai người chiến đấu bất chi bất giác sau khi vòng xoáy hư không trên trời đã hấp thụ một tia khí đen cuối cùng bắt đầu từ từ đóng lại đây là dấu hiệu thủy hỏa đã công thành viên mãn sắp sửa trùng sinh mà ngay lúc này thanh đế cũng đã hao phí hết thể lực không còn cách nào chống lại sự công kích từ hiên viên đế và cự long thủ hộ mậu thổ đuôi cự long quật chúng ông, bị đánh bay thật xa, không ngừng thổ máu trên không trung. Mà ngay lúc hiên viên đế vô cùng hưng phấn muốn thừa thắng xông lên giết chết thanh đế thì thủy hỏa phá vỡ vòng xoáy hư không xuất hiện giữa không trung. Thân ảnh vừa xuất hiện, uy áp thần niệm vô thượng lập tức quét ngang toàn bộ nơi này. Trên người vẫn mặc bộ trọng giáp băng phách hàn thiết, khi cô niết bàn đã giấu vào loạn lưu của hư không, khi trùng sinh thì triệu hồi lại mặc lên người. Tiếng chấn động thình thịch vang lên, dày hàn thiết ngự phong trên chân Thùy hỏa đạp mạnh xuống đất, ánh sáng màu lam trên hồn chi bi thương không ngừng tăng lên gấp mấy lần so với trước kia. Lần niết bàn này ánh sáng lửa xanh trong mắt thủy hỏa bùng cháy càng mãnh liệt hơn trước, thần sắc càng lạnh lùng băng hàn hơn. Khi cô dùng ánh mắt giấu sau hỏa diễm màu xanh lam lạnh lùng liếc nhìn về phía hiên viên đế, hiên viên đế dùng mình một cái theo bản năng, đời này đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Giết cô ta, hiên viên đế chỉ huy những dũng sĩ vương giả vẫn luôn đợi thủy hỏa trùng sinh kia, mà bản thân hắn thì đột nhiên phá không bay lên, hướng về phía kiêm hạ ở hiên viên thần điện mà bay đi. chương 539, lá bài tẩy của hiên viên 1. Quảng trường trước thần điện vẫn còn gần 50 dũng sĩ vương giả và hàng ngàn dũng sĩ bình thường, những người khác đã bị đại tế tư dẫn ra cổng thành để ngăn chặn A Lê và đội quân cung tiến thủ của tộc Đông Di. Hiện tại Thùy Họa sau khi Niết Bàn trùng sinh lần thứ năm lại chém giết với họ lần nữa. Vốn dĩ Thùy Họa đã có chiến lược của Thiên Tôn, phá quân tri đạo cũng đã viên mãn đại thành, chẳng qua là do tự cô đau khổ đè ép nên mới chưa đột phá cảnh giới chân chính trở thành thiên tôn mà hiện tại sau lần niết bàn thứ năm cuối cùng cô cũng đã phá kén thành bướm một bước trực tiếp trở thành thiên tôn đem phá quân chi đạo và uy năng tử thần dung hợp lại với nhau một cách hoàn mỹ chiến lược trực tiếp tăng lên đến đỉnh cao nhất của thiên tôn đến kiếm tiên lữ thuần dương mộ dung nguyên duệ và tạ lưu vân đều bị cô bỏ xa lại phía sau các dũng sĩ của tộc thổ chẳng mấy chốc đã nhận ra vấn đề mà hiên viên đế lại còn nhanh hơn họ nhiều hắn nhanh chóng bay trở về là bởi vì hắn đã nhận ra uy năng tử thần sau khi trùng sinh đã tăng lên không chỉ mấy lần thậm chí chiến lực đã vượt qua cả thanh đế khi còn đang ở thời kỳ đỉnh phong nếu như tử thần quyết tâm giết hắn thì dù hắn có thân thể tiên thiên mậu thổ cũng không dám chiến đấu trực diện vậy nên hắn mới đánh chủ ý lên người kiêm hà dùng kiêm hà để uy hiếp khiến tử thần của ma đạo có thể không tiếc mạng mà xông vào thành thủ dương có thể thấy được nữ nhân tên kiêm hà này đối với ma đạo quan trọng đến mức nào Lúc đầu hắn không chịu thả Kiêm Hà đi, bởi vì cũng đã từng nghĩ đến chuyện này, bất quá phần nhiều là bởi vì muốn dùng Kiêm Hà làm mồi nhử, nếu như không có biến số là Thanh đế bất ngờ xuất hiện thì hắn đã đổ sát thần thành công rồi. Hiên Viên Đế hận Thanh đế chết đi được, dù cho Thanh đế hiện tại sắp quy tiên thì vẫn không thể làm nguôi đi nỗi hận ngập trời trong lòng Hiên Viên Đế. Hiên Viên Đế hiểu rõ, với quân lực hiện tại đã không thể nào áp chế thủy hỏa được nữa, trên núi Thủ Dương vẫn còn một nhánh binh tinh nhuệ mà hắn đã cất giấu, nhất định phải đến được đó còn có đại quân mà xích đế chỉ huy có lẽ vẫn chưa đi xa, nhất định cũng phải tìm được đoàn quân này cứu viện. Bộ tộc Đông Di đã phản loạn, vậy thì 3.000 xạ thủ của bộ tộc Đông Di ở thành thủ Dương cũng nên chảm thảo trừ căn rồi, nhưng mà nếu như ra tay với họ ngay lúc này, nhất định sẽ làm chậm trễ thời cơ tụ họp với đội quân tinh nhuệ trên núi Thủ Dương. Sau khi hiên viên đế nhanh chóng, quyết đoán hạ mấy đạo mệnh lệnh, sự hoảng loạn trong lòng cũng dần vơi đi. Với nội tình hiện tại của tộc thổ, tuyệt đối không phải thứ mà chỉ một, hai thiên tôn mạnh nhất có thể xoay chuyển, hiện tại vạn bất đắc dĩ, hiên viên đế vẫn còn một đòn sát thủ chí mạng có thể dùng đến. Giống như bất châu sơn phong ấn hồn của cung công thì trên núi Thủ Dương cũng có phong ấn thân thể của một vị thần vô cùng cường đại, nếu như khiến hắn tỉnh lại, tử thần lúc đấy cũng chỉ là con sâu cái kiến. Chỉ là người đó không chịu khống chế của bất kỳ ai, nếu như không cẩn thận sẽ đem đến một trận đại nạn khó có thể chống đỡ nổi cho tộc thổ, chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ thì hiên viên đế không dám đánh cược. Còn người đấy là ai thì Sơn Hải Kinh sớm đã có miêu tả qua. Sơn Hải Kinh Hải ngoại Tây Kinh có ghi lại, hình thiên giữ thiên đế tranh thần, đế đoạn kỳ thủ, táng chi thủ dương chi sơn, nãi hình thiên dĩ nhũ vi mục, dĩ tể vi khẩu, cán thích dĩ vũ. Nghĩa là hình thiên, hình thiên và hoàng đế đánh nhau, cuối cùng bị hoàng đế chặt đứt đầu, trồn ở núi thủ dương. Hình thiên mặc dù mất đầu nhưng vẫn không mẫn trí, hắn lấy núm vú làm mắt, lấy rốn làm miệng, sử dụng khiên, Bố tiếp tục vung vẩy, lại quyết sống mái lần nữa. Hình thiên và cung công là nhân vật cùng một thời đại, chẳng qua cung công được phong làm thủy thần, hình thiên tuy có chiến lực cường mãnh nhưng lại không có thần vị, bởi vì khiêu chiến huy nghiêm của thiên đạo mà bị thiên đế do thiên đạo sắc phong truy sát tại núi Thủ Dương. Thứ ẩn giấu bên trong núi Thủ Dương này chính là thân thể mất đầu của hình thiên, mà đầu của hình thiên lại đang được phong ấn trong hiên viên thần điện, hiên viên đế chỉ cần phát ra một đạo thần niệm liền có thể giải phong ấn, thân thể không đầu của Hình Thiên bên trong núi Thủ Dương liền sẽ thức tỉnh, hướng về thành Thủ Dương, nghe theo sự triệu hoán của Hiên Viên Đế. Ý chí bất bại của Chiến Thần Hình Thiên chính là con bài tẩy lớn nhất cũng là bí mật sâu nhất của Hiên Viên Đế. Bao nhiêu năm qua, đã có không biết bao nhiêu lần hắn muốn dung hợp ý chí bất bại của Chiến Thần Hình Thiên nhưng đến cuối cùng vẫn không làm được. Nguyên nhân là vì Hình Thiên vô cùng kiêu ngạo, ở Hồng Hoang trước kia chỉ chịu thần phục với mỗi cung công, đến Kim Thần, Mộc Thần và tứ vị thượng cổ chi thần khác hắn đều không để vào mắt chương 540, lá bài tẩy của hiên viên 2. Sau khi thủy hỏa trùng sinh cũng không có đổi tận giết việt dũng sĩ tộc thổ, ánh mắt cô kiên định nhìn về phía trước, nhìn về phía lão già tóc bạc rơi xuống bậc thềm phía trước quảng trường thần điện, đó chính là thanh đế của tộc mộc. Trong lúc thủy hỏa niết bàn thì thần thức vẫn có thể quan sát được, cô biết là thanh đế đã cứu cô, không tiếc thọ nguyên, không tiếc mất mạng vào tay hiên viên đế để cứu cô. Cô cũng đã nghe thấy câu nói cuối cùng mà thanh đế hô lên, đệ tử ma đạo vạn thế thiên hồng, Cô tận lực giết người chỉ vì muốn đến bên cạnh thanh đế nhanh một chút. Nghe lời chăn chối cuối cùng của người, không ai có thể ngăn được thần uy của Thủy hỏa có chiến lược thiên tôn mạnh nhất. Chỉ cần là dũng sĩ tộc thổ ngăn cản trước mặt cô thì đều bị cô dùng hồn chi bi thương chém hết sạch sinh cơ, thần hồn đồng thời bị tận diệt. Dần dần không còn có ai dám ngăn cô nữa, để cô tùy ý đi đến bên cạnh thanh đế, ngồi xổm người xuống đỡ thanh đế lên khỏi mặt đất. Vũ ngưỡng thiều của tộc mộc hồng hoang quy khư, bái kiến tướng phá quân dù miệng thanh đế không ngừng nôn máu nhưng vẫn cắn răng nói hết những lời này thùy họa rơi lệ nước mắt hóa thành ngọn lửa màu xanh lam bùng cháy càng mạnh mẽ hơn người sẽ không chết thùy họa nói không có ai là không chết thiên tính trời sinh của tộc mộc không thích tranh đấu sau khi ta chết kính xin ma đạo tổ sư để tộc ta có một mảnh đất lành được ta không chết tộc mộc không diệt đáng tiếc không thể gặp lại đạo tổ một lần nữa thanh đế nói xong liền rơi ra giọt lệ nóng hổi Đạo tổ chưa từng nói chuyện đã truyền đạo cho Thanh đế với bất cứ ai, vậy nên cho dù Thùy Hỏa có được ký ức của phá quân, cũng không biết được chuyện này. Đạo tổ đã hóa thân hy di, đồng quy với thiên địa rồi. Thùy Hỏa nói, cái gì? Thanh đế giật mình hô lên, sau đó lại phun ra một ngụm máu tươi, vạt áo trước ngực đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ. Sau khi nôn ra ngụm máu này, sinh khí của người dường như biến mất trong thoáng chốc, ánh mắt cũng càng lúc càng ảm đạm. Ngay lúc thần hồn của Thanh đế khô kiệt, sắp sửa về miền cực lạc, A Lê đạp không bay đến bên cạnh người, vươn cánh tay trắng nõn ra đặt tại huyệt thần đình của thanh đế, đánh vào một đạo nguyệt quang. A Lê đã hoàn toàn ngưng tụ ra thần cách của thái cổ nguyệt ma, thuật nguyệt quang mà cô thi triển có thể chữa trị hết tất cả thần hồn bị tổn thương. Theo sự tiến vào của nguyệt quang, thần sắc của thanh đế bắt đầu chuyển biến, ánh mắt cũng bắt đầu có lại ánh sáng, nhưng mà những thọ nguyên đã mất đi vĩnh viễn cũng không thể quay lại được. Hiện tại người bất quá cũng chỉ sống thêm được một khoảng thời gian, đợi đến khi thọ nguyên cạn kiệt liền sẽ bị thần hồn câu diệt thọ nguyên của người vốn đã sắp hết vì chữa trị cho vòng xoáy hư không giúp thủy họa niết bàn mà cưỡng ép tiêu hao thêm một phần hiện tại thời gian đã không còn bao nhiêu nữa a lê có thể đến đây chứng tỏ bộ tộc đông di đã giành thắng lợi khi giao chiến với tộc thổ thủ tịch đại tế tư của hiên viên thần điện đã bị a lê làm tổn thương thần hồn sau khi cưỡng ép dùng trung thiên mậu thổ hạnh hoàng kỳ để ngăn một kích chí mạng lập tức trốn chạy về hiên viên thần điện tụ họp với hiên viên đế về phần dũng sĩ tộc thổ mà hắn dẫn dắt tất nhiên là bị Bạch Vô Nhai dẫn theo xả thủ của tộc Đông Di giết đến quân lính tan rã. Bạch Vô Nhai sớm đã đạt đến đỉnh phong của cảnh giới nửa bước thiên tôn, lần giết chóc đẫm máu này đã khiến cô ấy giết đến gần như viên mãn, giết đến cả người lạnh lẽo, tâm cảnh đảm chiến. Sở dĩ có thể nhanh chóng phân thắng bại trong trường hợp lấy ít địch nhiều như vậy là vì tiến của A Lê không ai có thể cản được, bách phát bách chúng, đa số những dũng sĩ vương giả của tộc thổ đều là chết dưới tiến của A Lê. Bộ tộc Đông Di cũng đã bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng sau hai lần chiến đấu ngoài và trong thành, tử thương lên đến 5.000 người, nhưng lại không có ai hối hận đi theo Nguyệt Thần xuất trinh. Sau khi chữa trị thần hồn cho Thanh Đế xong, vết thương trên thân thể tự nhiên đã không còn là vấn đề nữa, là người đứng đầu tộc Mộc, sở trường chính là khống chế sinh cơ, sau vài lần lục quang thiểm diệu đã có thể đứng dậy tự nhiên. Chỉ là cả đầu tóc bạc và nếp nhăn xuất hiện trên mặt khiến người ta nhìn vào vô cùng đau lòng. Người muốn cảm tạ A Lê, vừa định khom người đã bị thùy hỏa cản lại nói trong ma đạo không ai có thể nhận đại lễ của người xin hỏi cô nương liệu có phải là người thừa kế ý chí của thái cổ nguyệt ma thanh đế hỏi không phải đây là ý chí của bản thân tôi là của cô thanh đế có hơi bối rối tôi chính là thái cổ nguyệt ma a lê nói không chỉ thanh đế bất ngờ mà thùy hỏa cũng phải nhướng mày ngưng thần quan sát a lê thật kỹ đôi môi đen tựa mực xuất hiện ý cười chỉnh lại nguyệt thần chi quan giúp a lê rồi nói đợi đến khi gặp tạ lan phải để anh ấy phong thần cho em được vậy em đợi đến ngày ấy sau khi a lê đến không bao lâu bạch vô nhai cũng dẫn theo bộ tộc đông di đến trước quảng trường thần điện mà ngay lúc này hiên viên đế dẫn theo kiêm hà thủ tịch đại tế tư mười mấy tên dũng sĩ vương giả và hơn một vạn tàn quân đi đến quảng trường thần điện đối đầu với ma đạo bên ngoài thành ba vạn tinh binh trên núi thủ dương cũng đã đến nơi xích đế hóa thân thành lưu vân màu đỏ, giống như hỏa liệt điều vậy, dẫn theo một đám cao thủ tộc thổ và tộc hỏa cũng đã tiến vào thành thủ dương. Mà bên ma đạo, chỉ có thủy hỏa, a lê, bạch vô nhai và chưa đến 5 ngàn xạ thủ của bộ tộc Đông Di. So sánh hai bên, hiển nhiên là hiên viên đế đang chiếm thế thượng phong, mà trong tay hắn còn đang giữ kiêm hà làm con tin. Nhìn thấy kiêm hà xuất hiện, thủy hỏa trực tiếp đi về phía cô cứ như xung quanh chẳng có ai. Trường 541, Bộ Bộ Kinh Tâm 1 không ai ngờ rằng Thùy Hỏa sẽ dám một mình đi đến trận doanh của hiên viên đế. Giờ phút này, đội ngũ của hiên viên đế toàn bộ vào chỗ, tổng lực chiến đấu đủ để trong nháy mắt giết chết một thiên tôn mạnh nhất, chỉ có cấp bậc đạo tổ mới có thể ung dung ứng phó. Thùy Hỏa vừa cử động, bạch vô nhai liền muốn đi theo, Thùy Hỏa phất tay tỏ ý ngăn cản, chỉ một mình như vậy, mang theo hồn chi bi thương, từng bước một hướng về phía kiêm hà mà đi tới. Mỗi một bước đi, dưới chân liền sinh ra một đóa sen màu đen mặc liên tức đóa sen màu đen là biểu tượng của tử thần thái cổ minh giới tương ứng với ngọn hồng liên nghiệp hỏa của cửu u âm ti giờ phút này thủy hỏa cách trận doanh của hiên viên đế chừng 30 mươi trượng mỗi một bước đều chứa đựng sát ý đợi khi cô ấy chỉ cách hiên viên đế 10 trượng sát khí nặng tựa núi uy áp tử thần tung hoành ngang dọc sát khí quân uy sộc thẳng lên cửu thiên 10 trượng là khoảng cách an toàn tối đa mà trận doanh của hiên viên có thể chấp nhận được nếu tiến lên thêm nữa ắt sẽ bị trận doanh hiên viên phản công mạnh mẽ chặn lại không chỉ có mỗi thùy họa trồng chất chiến ý, hiên viên đế bên này cũng không ngừng tích lũy chiến ý. Trong số đó, hiên viên đế, xích đế và ba vị đại tế tư đứng đầu hồng hoang sở hữu chiến lược thiên tôn tương đương cấp bậc sức mạnh của thần chi trong hồng hoang, đã hợp lực để khóa lại khí tức của thùy họa, hàng chục vị dũng sĩ. Vương giả hồng hoang với lực chiến của nửa bước thiên tôn cùng uy lực của vạn quân phía sau lưng cũng đồng thời xem thùy họa như kẻ thù cần phải giết. Sát khí hủy diệt mà mỗi bước đi phải chịu đựng trong 10 trượng cuối cùng đủ để giết chết một thiên tôn, chỉ cần sơ sẩy một chút thì ngay lập tức thân tử đạo tiêu. Ngay cả thiên tôn mạnh nhất cũng không thể dễ dàng bước đi. Thùy họa dừng lại, cao mày, mái tóc trắng bay phấp phới, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Chỉ khi cô ấy kiểm hãm được trận doanh trại của hiên viên đế, thì A Lê, Bạch Vô Nhai, Thanh Đế và những người khác ngoài chiến trường mới có cơ hội thông thả quyết chiến với tinh anh của núi Thủ Dương cùng quân đội liên minh do xích đế điều đến. Nếu không, sức chiến đấu sẽ hoàn toàn mất cân bằng tựa như địch là dao thất còn ta là cá thịt người của thùy họa đứng bên danh giới của mười trượng đó con đường phía trước tuy bằng phẳng nhưng lại như đứng trên vách núi sâu vạn trượng vậy tiến lên một bước thì sẽ thịt nát xương tan lúc này để tiếp tục bước đi không chỉ cần sức lực mà còn cả một sự can đảm rất lớn thùy họa trước giờ vẫn luôn không thiếu can đảm nhưng cô ấy đang chờ đợi một cơ hội nếu như long hồn hạo kỳ của cô ấy vẫn còn chỉ cần thả quân đoàn vong hồn dưới trướng ra thì cô ấy có thể lợi dụng ý chí của cái chết một đường đánh đâu thắng đó nhưng hiện tại cô ấy không tìm được chỗ dựa ý chí nữa phá quân sở dĩ được gọi là phá quân là vì phá quân có liên quan đến ý chí của quân đội không chỉ có thể phát tán quân uy mà còn có thể hấp thụ quân uy và biến nó thành lòng dũng cảm và niềm tin bất khuất để tiến về phía trước kiêm hà không cách nào mở miệng ra nói trong mắt cô đã ánh lên một tầng xương cô đương nhiên biết thủy họa một mình xông vào thành thủ dương là vì cô cũng biết lúc này cô ấy cưỡng ép bản thân xông quan cũng là vì cô Lúc trước trong lòng Kiêm Hà từng thầm oán trách sự mạnh mẽ, cứng cỏi của cô ấy, nhưng bây giờ, khi nhìn thấy một tử thần cô độc, kiêu ngạo như một ngọn núi vững trái, thì cô hiểu rằng trong lòng Thùy Họa sớm đã coi cô như người thân. Nếu cô có thể nói, cô chắc chắn sẽ ngăn cản Thùy Họa lại, nhưng đáng tiếc là cô không thể thốt ra dù chỉ là một chữ, chỉ đành mắt ngấn lệ mà nhìn tình địch mạnh nhất của mình cũng là vị tướng phá quân mạnh nhất của ma đạo đang liên tục tích lũy chiến ý. Vì cô ấy mà bước đi, những quân lính tinh nhuệ trên núi Thủ Dương cuối cùng đã vào thành, nhưng trước tiên lại không phát động cuộc tấn công vào bộ tộc đông di bởi vì lúc này ở quảng trường của thần điện hiên viên bóng ảnh cô độc mà uy nghiêm của thùy hỏa đã thu hút sự chú ý của mọi người hầu hết các anh hùng trong quy khư đều được cho là mất trong vực sâu hồng lư vì vậy trong ngàn năm đằng đẵng sau đó không có truyền thuyết về anh hùng hồng hoang nào nữa mà giờ đây thì anh hùng đã xuất hiện bất kể thùy hỏa đến cùng có thắng hay không chỉ cần cô ấy có thể tiến lên một bước điều đó cũng đủ để khiến tên tuổi của tử thần mãi mãi lan truyền trong quy khư Ta từng nghĩ rằng mình là anh hùng, sẽ cầm kiếm mà đi khắp hồng hoang gặp gỡ anh hào. Vì để đạt được danh tiếng, ta thậm chí đã một mình xông vào núi Lưu Ba. Nhưng bây giờ, ta biết mình không phải, bởi vì ta không có can đảm để đứng đó." Thanh Đế nói, "Ma đạo chưa bao giờ thiếu truyền thuyết về các anh hùng." Khi Bạch Vô Nhai nói đến đây, trong đầu cô ấy hiện lên hình bóng của tử thần Lâm Thanh Thủy. Chương 542, Bộ bộ kinh tâm 2. Không chỉ có chị dâu của ta là anh hùng còn có tạ lan ca ca còn có sư phụ khương tuyết dương của ta nữa a lê nói hiện tại ta cảm giác được lâm tướng quân thiếu chỗ dựa để chống đỡ ý chí chúng ta có thể giúp cô ấy như thế nào thanh đế hỏi ta biết giúp đỡ như thế nào a lê nói xong đi ra đối mặt với tộc nhân của mình mà lớn tiếng hô đệ tử ma đạo vạn thế thiên hồng đệ tử ma đạo vạn thế thiên hồng ngay khi a lê mở miệng câu nói này không ngừng vang lên nghe được lời này biểu cảm của thùy họa thay đổi trong chớp mắt những ký ức thuộc về Phá Quân bắt đầu cuộn trào trong biển khơi ký ức. Cô ấy nghĩ đến hai vạn đệ tử của Ma đạo đã tự sát oanh liệt ở bờ biển Nam Hải, chính là máu của họ đã nhuộm đỏ câu nói này. Câu nói này không chỉ tượng trưng cho tình yêu và sự bảo vệ của đệ tử Ma đạo đối với Phá Quân, lòng trung trinh đối với Ma đạo, mà đồng thời còn tượng trưng cho sự tức giận cùng nỗi bi thương sâu nặng nhất trong cuộc đời của Phá Quân hộ pháp Thiên Tôn. Giờ phút này, lời nói còn vang vẳng bên tai Thùy Họa, trong lòng trào dâng ngọn lửa màu xanh trong mắt càng lúc càng cháy rực. Ba ngàn năm ma đạo, sơ tâm không đổi, sự sắc bén giết chết sinh mệnh, lực lượng làm tổn thương thần hồn. Giết, vừa dứt từ giết, thùy họa liền tiến lên một bước. Mặt đất rung chuyển, núi non rung lắc, phiến đá trong quảng trường lấy nơi chân thùy họa đứng làm trung tâm nhanh chóng theo từng vòng mà nứt ra từng ly từng tí. Trong doanh trại của hiên viên đế, những chiến binh thổ tộc tương đối bình thường ở phía trước đội hình, cơ thể lắc lư, sắc mặt tái nhợt và cố gắng hết sức để ổn định thân thể của mình. Đúng ngay lúc này, Thùy Hỏa bước ra bước thứ hai, sát ý chết chóc quét về phía trận doanh của Hiên Viên Đế. Phía Hiên Viên Đế cũng đồng thời phát động xung kích sát khí hủy diệt, đối đầu trực diện với sát ý chết chóc. Đại tượng vô hình, đại âm hy thanh, tức là tượng lớn, không có hình, tiếng lớn nghe không thấy, mức va chạm ở cấp độ sức mạnh này, cho dù là một ngọn núi xuất hiện ở giữa đi nữa cũng sẽ trong nháy mắt bị nghiền nát thành bột tất cả phiến đá ở quảng trường thần điện đều bị nứt toạc không một tiếng động mà bong ra từng vết nứt ăn sâu vào lòng đất cùng rung lắc với mặt đất quảng trường thần điện không thể chịu được tác động hủy diệt mạnh mẽ như vậy mà bắt đầu chìm xuống từng chút một chỉ nghe thấy một tiếng chấn động lớn những cột đá ở lối vào chính của thần điện hiên viên bị gãy sau đó một phản ứng dây chuyền nhanh chóng được kích hoạt những cột đá liên tục bị phá vỡ đại điện đổ sụp xuống đất trong làn khói bụi xuất hiện một đống đổ nát bước thêm một bước nữa một số tòa kiến trúc xung quanh quảng trường thần điện đã sụp đổ. Cát đá bay đầy trời, nhật nguyệt mờ mịt, không khí ảm đạm. Lúc này, cuộc diện chiến trường trên quảng trường thần điện đã không còn thấy rõ được nữa, đám đông trong vô thức bắt đầu lui về sau, bị hậu quả của sự hủy diệt buộc phải lùi lại. Ngoại trừ vực sâu hồng lư năm đó, hồng hoang quy khư trước giờ chưa từng chứng kiến trận chiến nào ở mức độ như vậy. Thùy hỏa vẫn không dừng bước, tiếp tục đi về phía trước. Cho dù mỗi bước đi đều nặng như núi, mỗi bước đi đều phải chịu sự đau đớn do vô tận sát khí để lại. Bộ giáp băng phách hàn thiết mặc trên người vốn đã tàn tạ, nay lại càng nát vụn, lộ ra một mảng lớn cơ thể trắng như tuyết. Mảng da thịt vừa lộ ra, liền bắt đầu bị sát khí hủy diệt cắt xước, xé rách, máu tươi chưa kịp chảy ra đã hóa thành một mảng xương máu. May mắn thay, thành thủ dương sau khi thủy hỏa niết bàn đã nổ ra một cuộc chiến tranh quy mô lớn khác, hồn năng dồi dào mới khiến những vết sẹo có thể nhanh chóng lành lại ngay khi chúng xuất hiện cô ấy có thể làm được điều này, nhưng đối với những dũng sĩ thổ tộc cũng đang chịu ảnh hưởng từ sát khí hủy diệt thì rất khó để gắng ngược. Những dũng sĩ bình thường phía trước bắt đầu trọng thương ngã xuống, ngay cả các vương giả hồng hoang cũng không thể chịu được tác động hủy diệt mạnh mẽ như vậy, liên tục dỉ ra bên ngoài những giọt máu từ bên trong cơ thể. Sắc mặt hiên viên đế trầm xuống từng chút một, bởi vì giờ phút này ông ta đã tận dụng toàn lực ông ta có, tất cả mọi người cũng đã sử dụng toàn lực, nhưng vẫn không thể ngăn cản được bước tiến lên của Thùy Hỏa. Nghĩ đến đây, ông ta bắt đầu do dự có nên tiếp tục đánh cược với tử thần nữa hay không. Ông ta có thể nhìn ra được, thần niệm của Thùy Hỏa cũng ở trong trạng thái tiêu hao cực độ, hồn năng chỉ có thể khôi phục nguyên khí cho cô ấy, không có tác dụng gì đối với thần niệm. Nếu thế trận tiếp tục bế tắc như vậy, chiến thắng có thể sẽ thuộc về họ. Nhưng, nếu họ thua, một cái giá đắt như thế thì ai trả nổi đây? Đừng nói là liều mạng đến chết, cho dù là hiện tại, những vương giả thổ tộc cấp bậc giỏi nhất cũng đã bắt đầu phải chịu thương thế không thể kham nổi, Mỗi một khắc bế tắc thêm, hiện tại thì bọn họ còn có thể cắn răng kiên trì, nhưng nếu tiếp tục, chắc chắn sẽ có người gục ngã. Hơn nữa một khi số lượng ngã xuống phá vỡ thế cân bằng lực chiến giữa hai bên, sẽ dẫn đến đại bại, khi đó cấp bậc cường giả như hiên viên đế, xích đế, đại tế tư có thể chạy thoát, thổ tộc, hỏa tộc và các vương giả dũng sĩ được bồi dưỡng, toàn bộ đều sẽ bị tử thần quét sạch. Vương giả dũng sĩ là nguồn lực dự bị lớn mạnh nhất của nhân tộc Hồng Hoang, mỗi một người cũng đều quý giá. Hiên Viên Đế có thể bình tĩnh đối mặt với đại quân mấy ngàn tên dũng sĩ bình thường chết đi, nhưng ông ta không đành lòng nhìn thấy một vị vương giả dũng sĩ hy sinh. Cuối cùng, một vương giả dũng sĩ ở phía trước không còn chịu nổi tác động của xung kích hủy diệt nữa, ngã xuống đất sau một tiếng kêu rên. Sắc mặt Hiên Viên Đế thay đổi, ông ta tách phân thần ra, kéo Kiêm Hà từ phía sau đến. Thần niệm của Kiêm Hà bị phong ấn, lập tức bị thương nặng do tác động của xung kích hủy diệt, thất khiếu của cô ấy đồng thời chảy máu, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy trắng. Thấy vậy, Thùy Hỏa cuối cùng cũng dừng bước, cô ấy dừng lại, hiên viên đế bên này trái lại ra tay nặng nề, một trường đánh xuống, người của Thùy Hỏa lập tức bị xung kích hủy diệt đánh bay. Khi tiếp đất, quỳ một gối xuống, phải nhờ vào hồn chi bi thương mới có thể ổn định lại cơ thể của mình. Ha ha, thì ra đây chính là thứ gọi là hiên viên đại đế của Hồng Hoang, dùng một nữ tử tay không tắc sắt để dở thủ đoạn uy hiếp. Thùy Hỏa lau vết máu nơi khóe miệng, cười khẩy nói. Chương 543, kiếm của đạo tổ 1 nghe được lời tùy họa diễu cợt sắc mặt hiên viên đế nhất thời trở nên cực kỳ khó coi nếu không phải ông ta không muốn để lộ quân át chủ bài mạnh nhất của mình thì cũng sẽ không nguyện ý làm ra những chuyện như vậy đến cảnh giới của hiên viên đế thì sẽ rất coi trọng danh tiếng của mình kiêm hà vốn là thứ ông ta dùng để thương lượng điều kiện với ma đạo nhưng không ngờ là tử thần lại dám một mình đến khiêu chiến bây giờ ông ta không thể đánh cược cũng không thể thua được nên đẩy kiêm hà ra làm lá chắn có thể nói là rất mất mặt ngươi thật sự cho rằng mình đã thắng sao hiên viên đế lạnh lùng nói ngươi không muốn đánh cược với ta thì ta đã thắng rồi thùy họa nói nếu không phải đại quân thổ tộc của quả nhân khai mở núi bắc minh thì trận chiến vặt vãnh này cũng không thấm vào đâu bây giờ thì sao kể cả bây giờ thì quả nhân vẫn có thể giết hết các ngươi dựa vào nữ nhân trong tay ngươi để uy hiếp sao thùy họa lại giễu cợt nói ngạo mạn hiên viên đế hử lạnh một tiếng đúng lúc này thanh đế từ phía sau đi tới nói với hiên viên đế, người thả người, mà đạo lui binh, thế nào? Người có thể thay ma đạo ra quyết định sao? Hiên viên đế hỏi, thanh đế có chút không chắc chắn, đưa mắt nhìn Thùy Họa, Thùy Họa gật đầu với ông ấy, nói có thể. Được, thanh đế nhất ngôn cửu đỉnh, hy vọng ma đạo các người đều giữ lời hứa, không làm chuyện gì khiến người ta tiếc nuối, nếu không người hối hận tuyệt đối không phải là hiên viên ta. Hiên viên đế nói, nói xong, hiên viên đề giải cấm chế thần niệm của kiêm hà. Kiêm Hà thoát khỏi tình cảnh vây khốn, đi về phía Thủy Họa. Nhìn bóng lưng của nữ nhân này, trong lòng hiên viên đế âm thầm thở dài, nếu không phải nhất thời háo sắc, ông ta cũng không cần phải trả cái giá đắt như vậy, còn tự làm nhục thanh danh, hủy hoại tôn nghiêm của đế vương. Đáng tiếc ông ta không thể không thỏa hiệp, núi Bắc Minh là ưu tiên hàng đầu, hơn nữa mấy triệu đại quân thổ tộc đã lên đường, nếu ông ta và ma đạo tiếp tục lôi thôi như vậy thì không có ích gì cho đại cục. Từ lúc mất súng khí đánh cược với Thủy Họa, thì đã định rằng hôm nay ông ta thua rồi, thua một cách thê thảm. Trừ khi ông ta có thể nhấn tâm hồi sinh ý chí của chiến thần hình thiên, triệu hồi cơ thể không đầu của hình thiên ở núi Thủ Dương. Mà cái giá phải trả cho việc làm như vậy là một khi hình thiên mất kiểm soát, chắc chắn sẽ là đại họa cho thổ tộc, sinh linh đổ thán, máu chảy thành sông. Kim Hà đi đến trước mặt Thùy Họa, cúi đầu cảm ơn cô ấy, nói cảm ơn lâm tướng quân. Thùy Họa nhìn khuôn mặt phờ phạc của cô, vẻ mặt lãnh đạm của cô ấy dịu đi phần nào, nắm lấy tay cô nói em gái kiêm hà em chịu ủy khuất rồi một tiếng em gái đã khiến kiêm hà lần nữa rơi lệ từ ngày rời khỏi thập vạn đại sơn ở nam cương đến hôm nay kiêm hà vì một tiếng em gái này mà đã đợi lâu lắm rồi thùy hỏa thờ ơ và không dễ xúc động nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài của cô ấy kiêm hà đã không thực sự hiểu được cho đến hôm nay khi cô ấy bất kể sống chết mà cứu cô thật ra trong lòng chị từ lâu em đã là chị em của chị rồi phải không kiêm hà hỏi phải rồi, em là người phụ nữ của Tạ Lan, thì sẽ là chị em của Lâm Thùy Hỏa chị. Anh ấy không ở đây, vì vậy chị sẽ chăm sóc em. Lời hai người vừa nói không khỏi hoài nghi, Bạch Vô Nhai trên mặt lộ ra ý cười, nhưng A Lê lại nghe đến ngơ ngác. Kiêm Hà được thả xong, sau đó tộc trưởng tộc Đông Di giao nhận với Đại Tế Tư, đổi 200 trinh sát bị giam giữ lấy 3.000 dũng sĩ của bộ tộc Đông Di. Khi trận chiến thành thủ dương xảy ra, tôi đang ở bàn xà cốc chăm sóc tạ lưu vân vì nhìn trộm huyền cơ của bí ẩn quy khư tạ lưu vân tỉnh lại sau ba ngày mà ba ngày sau thì sự việc ở thành thủ dương cũng đã được giải quyết vậy nên tôi đã không có cơ hội nhìn thấy xuyên vân tiến của a lê tôi không biết rằng kiêm hà đã phải chịu đủ sự sỉ nhục ở thành thủ dương ôm ý định tự kết liễu chỉ để bảo vệ trinh tiết cho tôi cũng không biết rằng a lê đã ngưng tụ ra được thần cách thái cổ nguyệt ma sở hữu lực chiến thiên tôn không biết thùy hỏa đã hoàn thành lần niết bàn thứ năm một bước nhảy vào thành tựu thiên tôn mạnh nhất. Tôi cũng không biết rằng Thanh Đế là đệ tử trực tiếp của Ma đạo tổ sư. Tất cả những chuyện này tôi đều không biết, bởi vì lúc đó thân thể cùng tâm trí tôi hoàn toàn bị Bí Ẩn Quy Khư chiếm giữ. Sau khi Tạ Lưu Vân rời đi, một bên tôi hiểu được ý nghĩa sâu sắc của Ma kiếm từ anh hùng chi kiếm, một bên lắng nghe Liễu Chi Nhung giải thích các chiến báo mới nhất liên tục gửi đến từ chiến trường trên núi Bắc Minh. Liễu Chi Nhung nói rằng Kim tộc đã bắt đầu gia tăng quân số trên quy mô lớn, rồi một ngày sau đó lại kể rằng liên quân của thổ tộc và hỏa tộc sắp đánh đến núi Bắc Minh. Chương 544, kiếm của đạo tổ 2. Quy khư xuất thế, không những khiến kim tộc gia tăng quy mô quân sự của họ ở núi Bắc Minh, giờ đây họ tập hợp được một đại quân gồm 6 vạn người kim tộc ở núi Bắc Minh, trong đó quân đoàn Hắc Long gồm 10 vạn. Từng ấy quân này đủ mạnh để quét sạch bàn xà cốc, sở dĩ trung án binh bất động là vì liên quân của thổ tộc, hỏa tộc cũng đã đến đây. Một khi mù quáng khai chiến với tộc Tương Liễu, hậu phương nhất định sẽ hứng chịu tập kích bất ngờ từ liên quân của thổ tộc, hỏa tộc. Bạch đế không phải là một kẻ ngốc, ổn định quân lực và phân bổ quân lực để đối kháng với liên quân của thổ tộc, hỏa tộc, cả hai bên đều chờ đợi đối phương ra tay với tộc tương liễu trước. Ngoài nhân tộc, hung thú ở núi Lưu Ba cũng xuất hiện một đợt thú triều, dẫn đầu là bổn tôn của thiếu nữ tên Nguyên Phượng. Thiếu nữ này là Nguyên Phượng duy nhất còn lại ở Hồng Hoang, tính toán cẩn thận thì tuổi của cô bé không chênh lệch nhiều với Ngạo Phong, nhưng sức chiến đấu của cô ấy cao hơn ngạo phong gấp mấy lần, đừng nhìn vào đôi mắt sáng cùng hàm răng trắng dường như vô hại của cô ấy, sức chiến đấu tương đương với thiên tôn mạnh nhất. Nếu hôm đó Thủy Hỏa không về sớm thì đã xảy ra một trận huyết chiến với thiếu nữ này rồi. Mà với sức chiến đấu của thiếu nữ lúc đó, trăm phần trăm là Thủy Hỏa sẽ bị tiến vào lần niết bàn thứ năm, và lại cô ấy có thể tái sinh hay không thì vẫn là một ẩn số. Mặc dù hung thú trên núi Lưu Ba ngoại hình xấu xí và hung dữ, nhưng linh thức của chúng không thấp hơn là bao so với nhân tộc. Quy khư xuất thế ảnh hưởng hầu hết tất cả sinh linh sống trong hồng hoang, các hung thú đương nhiên cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Như vậy mà nói, thì cả kim tộc, hay liên minh thổ tộc, hỏa tộc, bên nào cũng không muốn tranh giành động tay trước. Mặc dù số lượng thú chiều đến từ núi Lưu Ba tương đối ít chỉ có tầm 10 vạn, nhưng sức chiến đấu tổng thể mà bùng nổ, thì không ngại bất kỳ nhân tộc nào, thiếu nữ do nguyên phượng hóa thành có lẽ chỉ có thanh đế có sức chiến đấu cao nhất ở hồng hoang quy khư mới có thể sánh kịp. Ngay lúc tạ lưu vân rời đi thì đã bật vô âm tín, bây giờ dù tôi muốn gặp những người khác của ma đạo, thì cũng mắc kẹt do bị đại quân nhân tộc cùng thú tộc không ngừng tiến về núi Bắc Minh chặn lại. Quy khư không thể ngự không, tôi cũng không có khả năng chống lại quân uy sát phạt như thủy họa, chỉ riêng mỗi một ma kiếm ngự long quyết không đủ để tôi một kiếm chống lại trăm vạn sư, giết ra một con đường máu. Huống chi, tôi còn mang theo anh hùng chi kiếm, một khi bại lộ thì lập tức sẽ trở thành kẻ thù của vạn vật sinh linh hồng hoang. Bởi vì nếu muốn giải ra bí mật của quy khư, thì không thể thiếu kiếm anh hùng. Ba bên đều tập trung tại núi Bắc Minh, nhưng không một bên nào nguyện ý chủ động ra tay đối phó với tộc tương liễu. Tộc tương liễu chỉ có vài ngàn tộc nhân, chiến lược vốn không mạnh, nhưng trong bàn xà cốc có chôn di cốt của tương liễu, trong di cốt vẫn còn tàn lưu ý chí của tương liễu. Nói cách khác, chỉ cần tộc tương liễu không rời khỏi bàn xà cốc, dưới sự bảo hộ của ý chí tương liễu ba bên bất luận bên nào muốn quét sạch tộc tương liễu đều phải trả cái giá đau đớn mới được chuyện này sau đó liễu chi nhung mới nói với tôi lúc đầu cũng chỉ tò mò tại sao họ không động thủ mà thôi liễu chi nhung thần sắc ngưng trọng cô ấy biết tình cảnh trước mắt không thể kéo dài quá lâu một khi cán cân lực chiến bị phá vỡ tộc tương liễu sẽ gặp phải họa diệt tộc hiện tại tộc tương liễu đang rất cấp bách để nhận được sự hỗ trợ từ nhân đạo mà tạ lưu vân đã hứa tôi cũng rất lo lắng đã lâu không có tin tức gì của thùy họa kiếm anh hùng lại như củ khoai nóng bỏng tay tôi bị vây khốn ở bàn xà cốc thật vất vả nhưng cũng không thể làm gì được không thể làm gì được vậy đành phải tập trung toàn bộ sức lực để nghiên cứu những nghĩa lý sâu kín của ma kiếm sau khi trải qua vô số đại chiến sinh tử thất sát chi đạo của tôi gần như đã hoàn hảo đối với việc sử dụng hình kiếm khí ngày càng trở nên thành thục hơn bây giờ tôi chỉ cần kích phát tâm ma bộc phát hình kiếm khí, trong nháy mắt liền có thể tiến hóa thành biển kiếm khí, triệu hoán ra 6 con kiếm khí cự long. Với những bài học rút ra từ thất sát kiếm, tôi không có ý định dồn hết hát chủ bài vào kiếm khí cự long. Bởi vì tu hành dù sao cũng là việc của bản thân, kiếm khí cự long mặc dù là do tôi triệu hồi ra, nhưng vẫn là ngoại vật. Sức mạnh của ma đạo tổ sư nằm ở bản thân ông ấy, ông ấy không làm gì cả, chỉ dựa vào một thanh kiếm vô danh trong tay, đã có thể tung hoành ba vạn dặm, chiến đấu với tất cả chư thần thiên tôn của cửu thiên thập địa ma kiếm của ma đạo tổ sư rất thuần túy ở giai đoạn cuối ngay cả hình kiếm khí trong giai đoạn cuối cũng lược bỏ sử dụng sức mạnh ban đầu của kiếm kiếm khí phát ra cũng không hoàn toàn là ma kiếm thậm chí kiếm khí của thần kiếm cũng không phải thần kiếm lúc đầu tôi vẫn rất tò mò ma đạo tổ sư từ đâu mà lĩnh ngộ được kiếm đạo thái cổ sau khi rút kiếm anh hùng thì tôi mới biết rằng cảm ngộ của ma đạo tổ sư đối với kiếm đạo thái cổ có lẽ đến từ thanh anh hùng chi kiếm trong tay tôi đây nghĩ đến đây, tôi càng khâm phục thiên phú cực cao của ông ấy. chỉ từ một thanh kiếm gãy do thiên đạo bỏ rơi mà có thể lĩnh ngộ được gần như hoàn hảo kiếm đạo thái cổ. kiếm đạo là vô tận, người duy nhất có thể hợp nhất tam đạo chỉ có thiên đạo. nhưng nếu mà đạo tổ sư không mất đi, tôi nghĩ ông ấy cũng có thể. từ phân thần hiện ra của ông ấy trong đại miếu, tôi đã cảm nhận được chân tướng của việc ông ấy bị thiên đạo truy sát. tổng cộng ông ấy đã để lại ba bước chân dung trong nhân gian, mỗi bước chân dung đều chứa một phân thần còn sót lại mỗi phân thần đều sở hữu trăm phần trăm chiến lược của bổn tôn ông ấy, đồng thời còn nắm giữ một loại kiếm đạo thái cổ. Mà đạo tổ sư lúc còn sống không làm được tam đạo hợp nhất, nhưng thuật nhất khí hóa tam thanh của ông ấy hoàn toàn có thể sánh ngang với thành tựu của thiên đạo. Tôi không có mộ tính siêu việt như ma đạo tổ sư, chỉ có thể dựa vào tư duy để dung hợp mọi cảm ngộ của mình, tìm ra phương pháp tu hành phù hợp với bản thân mình nhất. Trước khi giác ngộ điều đó, tôi chỉ có thể dựa vào thanh ma kiếm ngự long quyết để giết địch, dù sao thì sáu con rồng cùng nhau bùng phát chiến lực cũng thuộc cấp độ thiên tôn. Trong lúc suy nghĩ miên man, tôi lờ mờ cảm nhận được, con đường đi đến thiên tôn của tôi so với người khác thì còn khó khăn hơn. Đạo thất sát phiên mãn sẽ chỉ giúp tôi trở thành thiên tôn, nếu như tôi có thể tranh thủ trước khi thành tựu thiên tôn, thức tỉnh ý nghĩa sâu sắc của thần kiếm lẫn quỷ kiếm từ anh hùng chi kiếm, có lẽ sẽ một bước thăng thiên. Nhưng nếu tôi muốn làm vậy, thì tôi phải cắn răng chịu kiên nhẫn, không được dễ dàng chứng thiên tôn chương 545, chủ của Hồng Hoang một Sau khi thời đại mạt Pháp kết thúc, Ma Đạo có thêm một vị thiên tôn hay bớt đi một vị thiên tôn cũng không làm thay đổi tình trạng sinh tồn của Ma Đạo. Hơn nữa, sáu con rồng của tôi đã có được chiến lược của thiên tôn, vậy nên tôi có chứng thiên tôn hay không thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến Ma Đạo. Tuy nhiên, nếu tôi một bước thăng thiên, dù không là đạo tổ, có thể trở thành thiên tôn mạnh nhất như Lữ Thuần Dương, đối với Ma Đạo mà nói sẽ có sự khác biệt. Rất khó để thành thiên tôn, nhân, tiên hai đạo có trăm vạn đạo chúng, có thể chứng được thiên tôn lại được mấy người. Mộ dung nguyên rể có thể làm được vì cô ấy là cửu thiên huyền nữ niết bàn trùng sinh. Tạ Lưu Vân có thể làm được do ông ta là một thiên tài đạo môn thời đại mặt Pháp, và lại đã tự chủ niết bàn trùng sinh nhiều lần trong nhân gian. Ngoài bọn họ ra, thì còn có ai nữa? Ngay cả khi có, thì cũng rất ít. Trong 3.000 năm thời đại mạt Pháp, không có thiên tôn nào được sinh ra trong nhân gian, Trương Đạo Lăng, Lữ Thuần Dương và những người khác đều là sau khi phi thăng tổ đình nhân đạo hàm cốc quan mới có cơ duyên thiên tôn. Về phần những những nhân vật tên tuổi khác trong đạo môn phi thăng, chẳng hạn như toàn chân tổ sư Vương Trùng Dương, võ đăng tổ sư Trương Tam Phong và những người khác, có lẽ đến giờ họ vẫn chưa chứng được thiên tôn. Chứng thiên tôn đã khó, từ thiên tôn trở lên, mỗi bước lại càng khó. Bởi vì thiên tôn tương đương với sự định hình khuôn mẫu, đại đạo viên mãn là biểu tượng của thiên tôn, viên mãn đại đạo rồi thì trái lại sẽ làm cản trở con đường tu hành cũng giống như một cái cốc đầy nước vậy, nước đã đầy rồi, làm sao có thể tiếp tục chứa được nữa. Đạo phá quân của Thùy Hỏa lúc đó cũng đã viên mãn, nhưng lại cố gắng hết sức áp chế để lại một chút, chính là tạo ra một bước đột phá trong tu hành. Mà tôi cũng như vậy, đạo thất sát của tôi có thể viên mãn vô khuyết bất cứ lúc nào, nhưng tôi biết mình không thể bước thêm một bước nào. Một khi tôi đã chứng thiên tôn, vậy thì việc tu hành ma kiếm của tôi ắt sẽ bị đạo thất sát kéo chân. Mà đạo tổ sư ngay từ đầu đã không có lựa chọn, ông ấy không chứng thiên tôn thì không thể dẫn dắt ma đạo trỗi dậy, nhưng bây giờ xem ra tôi có thể tránh được vấn đề này. Ngăn việc thất sát viên mãn, tiếp tục tu hành ma kiếm. Kiếm khí cự long là ngoại vật, không thích hợp dùng nhiều, cấp bậc chiến đấu của thiên tôn sẽ không cho tôi thời gian triệu hoán chúng. Ma kiếm thao thao, thần kiếm miểu miểu, quỷ kiếm u u. Đáng tiếc hiện tại tôi chỉ có thể lĩnh ngộ ma kiếm, không như ma đạo tổ sư có mộ tính siêu việt, muốn tôi lĩnh ngộ thần, ma hai loại kiếm, cũng không lĩnh ngộ được chỉ đành đi thỉnh giáo người khác vậy. Bắc Minh tú tu hành quỷ kiếm đợi tôi ra khỏi quy khư thì có thể đi tìm ông ấy. ngoài ông ấy ra thực sự còn có một bậc thầy quỷ kiếm khác trong tam giới nữa cửu u nữ đế chỉ là đợi khi tôi ra ngoài thời đại mặt pháp ắt đã kết thúc gặp lại cô ấy cũng chỉ trên chiến trường mà thôi. khi nghĩ đến cửu u nữ đế tôi sẽ nhớ đến Phật gia tôi nhớ đôi mắt trong như thủy tinh của Phật gia tôi nhớ sự dịu dàng và yên tĩnh của cô ấy. Cô ấy không nhẫn nhịn như Khương Tuyết Dương, cũng không nồng nhiệt như Thùy Họa, giống như một bài thơ của Trát Tây Lạp Mẫu, nàng gặp hay không gặp ta. Ta vẫn ở đây, không ngừng, không lụy, nàng nhớ, hay không nhớ ta, tình vẫn ở đây, không còn, không mất, đáng tiếc trên đời không còn Phật ra, không còn nữ nhân thanh khiết xinh đẹp như đóa hoa sen nữa. Quỷ kiếm cảm mộ từ Bắc Minh Tú, tôi có thể mời ông ấy tham gia lĩnh hội truyền thừa ma kiếm trong kiếm anh hùng, nhưng thần kiếm thì tôi không có ai dạy. Thần kiếm của Tạ Lưu Vân là do Lữ Thuần Dương truyền lại, thế nên ông ta chắc chắn sẽ không dạy tôi. Về phần hai vị thiên tôn của Ma đạo, cái bọn họ tu hành cũng không phải kiếm đạo, Cửu Thiên Phong chủ, Phong Thập Bát cũng không phải. Như vậy thì thần kiếm chỉ có thể do chính bản thân tôi lĩnh hội mà thôi. Cơ duyên thuộc về tôi đã đủ nhiều rồi, tôi luôn biết ơn điểm này, tôi chỉ lo lắng rằng mình không có đủ thời gian để lĩnh hội được thần kiếm. Sau khi Tạ Lưu Vân rời đi, cấm chế của Liễu Chi Nhung càng đến gần vực sâu nơi vết nứt Sợ rằng thanh kiếm anh hùng trong tay tôi sẽ gây ra rắc rối. Tôi còn nhớ như in lời cô ấy nói hôm đó, quy khư là nhân quả của thiên đạo, nhưng dù có nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng không hình dung được đây rốt cuộc là dạng nhân quả gì. Chương 546, chủ của Hồng Hoang hai. Thiên đạo lại nở quy khư thứ gì? Quy khư vì thứ gì mà sẵn sàng đồng ý với thiên đạo giúp thiên đạo nuốt chửng Hồng Hoang? Đổi lại, tôi nghĩ về Tiêu Diêu Du của Tạ Lưu Vân, Bắc Minh có cá, tên gọi là Côn nếu Quy Khư thực sự là một côn sinh sống dưới đáy biển vô tận, vậy thì đối với côn mà nói thì việc gì là quan trọng nhất đây? Thực ra câu hỏi này chẳng cần hỏi ai, bởi trang tử đã tự mình đưa ra đáp án rồi. Hóa thân thành chim, tên gọi là bằng. Đối với côn mà nói, điều quan trọng nhất là hóa thành bằng. Đại bằng bay lên cùng một cơn gió trong một ngày, bay xa tới 9 vạn dặm. Ngay khi tôi nghĩ đến điều này, âm thanh nứt toác của vực sâu truyền đến từng đợt, sau đó bản xà cổ rung chuyển, tất cả thú vật trong núi Bắc Minh đều kêu gào. Người tộc tương liễu vô cùng sợ hãi, vội vàng kiểm tra xung quanh khe nứt vực thẳm, sau khi không tìm thấy ai ở đó, liễu chi nhung đã trực tiếp tìm đến tôi. Tạ Lan, người rốt cuộc đã làm gì rồi? Liễu chi nhung trợn tròn mắt đen mắt trắng hỏi tôi, ta không làm gì cả. Tôi đáp, không làm gì, vậy tại sao vết nứt của vực sâu lại có biến hóa? Vừa rồi ta đang suy nghĩ một vấn đề, tựa hồ đã tìm được đáp án, khe nứt vực sâu có biến hóa có lẽ có quan hệ gì tới việc này ngươi đang nghĩ đến vấn đề gì vậy liễu chi nhung nhìn tôi không chớp mắt và hỏi vừa hỏi vừa đến gần hơn thiên đạo nợ nhân quả với quy khư ngươi đã có được đáp án gì hóa thành chim tôi chỉ kịp thốt ra bốn từ này thì bất ngờ bị đôi môi ấm áp của liễu chi nhung chặn lại cô ấy liều mảng hôn lên môi tôi hơi thở nặng nề cơ thể uốn lượn như rắn ta có thể đem ta giao cho ngươi chỉ hy vọng ngươi đừng tiếp tục tìm kiếm bí ẩn quy khư nữa được không? Tôi nghiêm khắc đẩy cô ấy ra khỏi vòng tay của mình và nói, ta biết kết quả của việc khám phá bí mật của Quy Khư, nhưng ta không nghĩ đây sẽ là bí ẩn Quy Khư. Quy Khư không đơn giản đến vậy. Liễu Chi nhung sắc mặt u buồn hỏi, tại sao ngươi nhất định phải tìm ra bí mật của Quy Khư vậy? Quy Khư là tổ đình tương lai của ma đạo, nếu không tìm ra bí mật của Quy Khư, đợi khi thời đại mạt Pháp kết thúc, ma đạo của ta sẽ không có chỗ đứng nữa. Thứ tôi đang nói chính là sự thật, nhân đạo, tiên đạo, âm ti, lực chiến thiên tôn của ba bên tụ tập cùng một chỗ, ma đạo tôi chỉ có một ít người, sau khi thời đại mạt pháp kết thúc, sinh tử của ma đạo là hoàn toàn không thể tự chủ được. Mặc dù nhân, tiên hai đạo là nhân vật chính của trận tranh đấu, nhưng tin tức tuyết dương còn sống đã bị lộ ra ngoài, mệnh bàn sát phá lang vẫn còn, sao tôi có thể cho rằng bọn họ sẽ tha cho ma đạo chứ? Năm đó, chính là bởi vì bọn họ đánh giá thấp ma đạo tổ sư, mới để cho ma đạo từ phía sau đuổi kịp. Đây không phải là trọng điểm, Trọng điểm là tôi đã có dự cảm thiên đạo có ý muốn kết thúc ván cờ. Đến lúc đó, Tam đạo sẽ chỉ còn lại một nhà, mà đạo của tôi nếu có bất kỳ dấu hiệu trỗi dậy nào, đều sẽ bị nhân Tiên hai đạo phong sát tàn nhẫn. Vì vậy, Quy Khư là gốc rễ sự tồn tại của Ma đạo tôi, không có Quy Khư thì sẽ không còn Ma đạo nữa. Ma đạo tổ sư sở dĩ để lại cho tôi anh hùng chi kiếm, chính là muốn để lại một đường lui cho hậu thế của Ma đạo. Nhưng để chinh phục Quy Khư, nhận được sự chấp thuận của ý chí thế giới Quy Khư thì nhất định phải giải được bí ẩn quy khư. Không ai có thể chinh phục quy khư, cái gọi là chủ của hồng hoang sẽ không bao giờ xuất hiện. Liễu Chi Nhung suy nghĩ một lúc, cười ảm đạm mà nói. Ta tin ta có thể. Tại sao? Bởi vì ta tin tưởng ma đạo tổ sư, cũng tin tưởng chính mình. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Được, nếu ngươi có thể bảo tồn truyền thừa của tộc tương liễu bọn ta trong trận chiến ở núi Bắc Minh, ta sẽ cho ngươi biết cách sử dụng kiếm anh hùng để giải được bí mật quy khư. Liễu Chi Nhung nói. Thêm một ngày trôi qua, thì tình hình tộc Tương Liễu phải đối mặt càng nguy hiểm thêm một chút. Nơi chôn cất di si cốt của Tương Liễu dù là cực kỳ nguy hiểm, nhưng đối mặt với đại quân của ba bên này, đừng nói Tương Liễu chỉ còn lại ý chí tàn hồn có thể dùng được, cho dù là bổn tôn còn sống cũng không chống đỡ nổi quân uy sát phạt của đại quân ba bên. Muốn giải vây cho tộc Tương Liễu, trừ khi tất cả 60 vạn đại quân của nhân, tiên hai đạo đều đến hết đây, tam đạo hợp lực để bảo vệ tộc Tương Liễu, thì tộc Tương Liễu mới có thể thoát khỏi nạn này. Để làm được điều này, Trước hết thì Tạ Lưu Vân cùng Mộ Dung Nguyên Duệ phải đạt được thỏa thuận liên minh, nếu không hai nhà bọn họ đã tự đánh đến tan tác người ngựa rồi. Đại quân nhân, tiên hai đạo vẫn đang đóng quân ngay kết giới của vực sâu Hồng Lư, đối kháng lẫn nhau, khiến bọn họ có thể thành công đi vào Hồng Hoang cũng là một chuyện rất chi phiền phức rồi. Mãi sau này mới biết, Tạ Lưu Vân lần này ra ngoài không chỉ đơn giản là để tập hợp cao thủ nhân tộc, mà còn để nghiên cứu các tuyến đường biển dẫn đến kết giới, cùng với các cao thủ nhân tộc chế tạo vài chiếc siêu tàu chiến có thể chứa hàng vạn người. Mộ Dung Nguyên Duệ cũng có tâm tư này, những siêu chiến thuyền này gần như đồng thời xuất phát đến vực sâu Hồng Lư để vận chuyển theo đạo binh. Hồng Hoang Quy Khư không thiếu những cây khổng lồ cao chót phót, một số cây thậm chí còn lâu đời hơn cả thế giới Quy Khư. Đối với người bình thường, phải mất nhiều năm để chế tạo một siêu chiến thuyền, nhưng đối với những cao thủ có thể rời non lấp biển này, chỉ cần mất vài ngày là hoàn thành rồi. Hồng Hoang Quy Khư chỉ cấm ngự không, không cấm chế thuật pháp, họ không cần tốn sức để tạo hình, chỉ cần ghép gỗ giống lại với nhau, sau đó khắc pháp trận hệ gió, để các bậc cao thủ của nhân, tiên hai đạo tự do điều động chiến thuyền di chuyển trên biển là đủ rồi. Nhân, tiên hai đạo đều có việc phải làm, mà đạo cũng không nhàn rỗi. Thanh đế tuổi thọ không nhiều nữa, toàn bộ thời gian còn lại của ông được dành cho ma đạo. Nhìn thấy toàn bộ tộc đông di trên dưới đều gia nhập ma đạo, lần đầu tiên thanh đế bị lung lay với lập trường của một tộc. Ông ấy đang cân nhắc xem có nên để mộc tộc bị cuốn vào trận chiến vạn tộc hồng hoang này không. Ông ấy cân nhắc không được bao lâu, đã bị Thùy Hỏa thuyết phục bằng một câu. Đường kim ma đạo tổ sư, trong thí luyện đã rút thanh anh hùng chi kiếm. Rút thanh anh hùng chi kiếm ra, trong tương lai ắt sẽ là chủ của hồng hoang. mươi 547, trái tim tang tóc một. Những người khác có lẽ không biết thanh kiếm anh hùng có ý nghĩa gì, nhưng thanh đế chắc chắn hiểu rõ. Trên thực tế, thanh đế đang tâm niệm đời ma đạo tổ sư trước đây, đối với tân ma đạo tổ sư cũng không có ấn tượng gì. Ông ấy nguyện ý đem nhiệt huyết cuối cùng của sinh mệnh hiến dâng cho ma đạo, một mặt là để trả lại ân nghĩa dạy dỗ của ma đạo tổ sư, mặt khác là bị mặt tính cách khác của Thùy Hỏa chinh phục. Đạo tàng hậu thế, trong bổn ký tử thần có ghi chép, thành thủ dương, tử thần bước một bước, mở ra thời đại anh hùng hồng hoang quy khư. Tuy nhiên, khi thanh đế nghe nói đương kim ma đạo tổ sư đã rút thanh anh hùng chi kiếm ra, ông ấy đã không khỏi kinh hãi. Anh hùng chi kiếm, đừng nói là ông ấy không thể rút ra, ngay cả tiền bối, tổ tiên của ông ấy, cho dù trong vô số thiên niên kỳ kể từ khi đại hồng thủy bị quy khư nuốt chừng, cũng chưa từng có ai có thể rút ra được. Mà ma đạo tổ sư từng nói với ông ấy, kiếm anh hùng chính là kiếm của thiên đạo, là mấu chốt để mở ra bí mật quy khư. Sau khi nghe những gì Thùy Họa nói, thanh đế không còn nghi ngờ gì nữa, ngay lập tức quay trở lại lãnh thổ của mộc tộc để tổ chức một cuộc họp các trưởng lão của mộc tộc, đồng thời tuyên bố luôn trong ngày rằng toàn bộ mộc tộc sẽ tham gia vào ma đạo. Tiếp theo, mộc tộc bắt đầu chiêu binh chọn tướng, trong vòng 10 ngày, cuối cùng tập hợp được 10 vạn tinh binh, từ phía nam chạy tới doanh trải của bộ tộc Đông Di để hội họp với ma đạo. 10 vạn tinh binh thì vẫn kém xa so với các thổ tộc, hỏa tộc và kim tộc, nhưng một tộc thích gần gũi với thiên nhiên và không thích chiến tranh nên 10 vạn tinh binh cũng đã lấy cạn sức lực của cả tộc rồi. Một tộc trong hồng hoang đã nổi danh không thiện chiến, sở dĩ họ có thể độc lập tự chủ nhiều năm, đều phụ thuộc vào sự thành công của nhiều đời thanh đế là tuyệt thế cường giả. Vũ Ngưỡng Thiều là số một về sức mạnh chiến đấu, trước nữa là Vũ Trác Thừa, Vũ Thanh Dương đều là tiêu chuẩn của sức mạnh chiến đấu thời hồng hoang. Trong khi Thủy Họa đang chờ đợi Thanh Đế Trưng Binh, Tạ Lưu Vân đã đến đây một lần. Trương Chi Viễn và những người khác đã rời đi sau trận chiến ở thành Thủ Dương, Tạ Lưu Vân đến đây chủ yếu để tiết lộ tin tức về tôi cho Thủy Họa cùng tình hình hiện tại ở núi Bắc Minh. Trước khi gặp được Thùy Họa, Tạ Lưu Vân đã biết được từ Trương Chi Viễn rằng cô ấy thành công niết bàn lần thứ năm, sau khi tận mắt nhìn thấy người thật, Tạ Lưu Vân vẫn không kìm nén được sự chấn động trong lòng đặc biệt là khi ông ta cảm nhận được rằng thần niệm của thùy họa không hề yếu hơn kiếm tiên lữ thuần dương thời đại mạt pháp kết thúc là chuyện đã định rồi tạ lưu vân âm thầm hạ quyết tâm rằng đợi sau khi rời khỏi quy khư nhân đạo không thể ngồi không để yên cho ma đạo thời gian phát triển nữa ma đạo vốn đã có hai vị thiên tôn mạnh nhất một vị là cử thiên phong chủ với chiến lược tiệm cận thiên tôn đạo tổ hiện tại thùy họa lại thăng tiến lên thiên tôn mạnh nhất còn có một a lê đã ngưng tụ ra thần cách thái cổ nguyệt ma Hiện giờ đã có lực chiến Thiên Tôn, trong tương lai nhất định sẽ là Thiên Tôn mạnh nhất. Binh lính mục tộc có thể không dễ dàng rời bỏ quê hương của họ, nhưng bộ tộc Đông Di vốn là dân du mục không hề có khái niệm về quê hương, họ nhất định trở lại nhân gian cùng với bảy thành viên của Ma đạo. Khương Tuyết Dương chưa chết, điều đó có nghĩa là mệnh bàn của sát phá lang vẫn còn đó. Đợi khi Khương Tuyết Dương được hồi sinh và mở lại tổ đình trước đây, Ma đạo sẽ không dễ bề thao túng nữa. Đối với việc Ma đạo chinh phục quy khư để làm tổ đình, Tạ Lưu Vân ngược lại không quá lo lắng, bởi vì ông ta nghĩ rằng điều này là chuyện không thể. Ý chí của thế giới Quy Khư ngay cả Thiên Đạo cũng không chịu khuất phục, thì làm sao có thể khuất phục trước một con người? Thật đáng tiếc, ngay cả khi Tạ Lưu Vân bí mật đề cao cảnh giác với Ma Đạo, miễn là chưa rời khỏi Quy Khư, thì ông ta vẫn phải hợp tác với Ma Đạo. Nhân Đạo đến Quy Khư là vì linh hồn của cung công, chỉ có tộc Tương Liễu mới có thể triệu hồi linh hồn của cung công ở núi Bất Chu, vì vậy Nhân Đạo buộc phải bảo vệ tộc Tương Liễu. Nhưng xét đến tình hình hiện tại ở núi Bắc Minh, chỉ dựa vào nhân đạo và ma đạo thì rất khó để bảo vệ được tộc Tương Liễu. Trăm ngàn đại quan của Hiên Viên Đế cùng Sích Đế khó mà lay chuyển, 60 vạn đại quân của Kim tộc và Hắc Long phản tướng cũng mạnh mẽ không kém, còn có đại quân thú tộc ở núi Lưu Ba, bất kỳ bên nào trong số ba bên cũng không phải là cái mà ma đạo liên thủ cùng nhân đạo có thể ứng phó được, bắt buộc phải lôi cả đại quân tiên đạo vào. Bây giờ chiến cục ở núi Bắc Minh vẫn chưa nổ ra, thứ nhất là do Hiên Viên Đế Bạch Đế và Nguyên Phong thiếu nữ đã tạo thành thế cân bằng mỏng manh giữa ba thế lực, tạm thời cả ba bên đều không có ý định phá vỡ cục diện này. Chương 548, trái tim tang tóc 2. Thứ hai, họ cũng biết rằng có một thế lực lớn ở nhân gian đã xâm chiếm vào quy khư, cũng muốn chờ đợi cuộc đối đầu của các thế lực nhân gian, đến lúc đó mới tính toán lại. Nếu không, một khi ba bên đánh đến người sống ta chết, thì trái lại, cuối cùng chẳng khác nào là dọn tàn cục hộ cho các thế lực nhân gian vậy, đối với bọn họ mà nói thì đây là chuyện khó mà chấp nhận được. Trên thực tế, nếu như bí ẩn quy khư không liên quan đến chủ sở hữu của Hồng Hoang, bọn họ một chút cũng không dám thả lòng, kỳ thật lúc này nên quay đầu lại mà đồng tâm hiệp lực đối ngoại, trước hết giết các thế lực đạo môn trong nhân gian. Sau khi nghe Tạ Lưu Vân nói xong kế hoạch của mình, Thùy Họa im lặng một lúc rồi hỏi, mộ dung nguyên duệ đồng ý liên minh với chúng ta sao? Ta đến tìm người trước, vẫn chưa gặp mặt cô ấy, nhưng với trí tuệ của huyền nữ, rất dễ dàng nhìn ra mấu chốt liên quan trong chuyện này, muốn thuyết phục cô ấy cũng không khó. Tạ Lưu Vân nói, ha ha, chưa chắc, phải xem xem cô ấy có chịu nhẫn nhục mà cùng ma đạo ta liên thủ hay không. Nghĩ đến ngày đó, mộ dung nguyên rể bị sỉ nhục, khóe miệng tùy họa không khỏi lộ ra một tia cười bí hiểm. Chuyện gì đã xảy ra? Tạ Lưu Vân hỏi, không có việc gì, ta thay mặt ma đạo hoàn toàn tán thành đề nghị của ngươi, bây giờ ngươi có thể đi tìm mộ dung. Được, tạ Lưu Vân quay người rời đi, nhưng lại bị Thùy Họa ngăn lại. Lâm tướng quân, còn có chuyện gì sao? Tạ Lưu Vân hỏi, linh hồn của cung công, mà đạo sẽ không bao giờ nhúng tay vào, nhưng thanh anh hùng kiếm của Tạ Lan, ta hy vọng rằng không ai trong nhân đạo có chủ ý xấu, nếu không, đừng trách ta ra tay vô tình. Thùy Họa lạnh lùng nói, Lâm tướng quân yên tâm, nhân đạo đối với bí ẩn quy khư không có hứng thú, quy khư là nhân quả của thiên đạo, nhân đạo cùng thiên đạo đều sẽ không làm chuyện bất kính với thiên đạo, chỉ có ma đạo các ngươi mới không e ngại gì, ngay cả quy khư cũng muốn đánh chủ ý. Ta chỉ hy vọng rằng ma đạo sẽ không hành động liều lĩnh, một khi giải mã thất bại, khiến ý chí của thế giới quy khư trở mặt, thì tất cả chúng ta sẽ bị chôn vùi tại đây. Sao, ngươi còn không tin tưởng nhân phẩm của tạ lan? Anh ấy nếu không nắm chắc 10 phần, thì sao có thể làm ra chuyện sỉ nhục chúng sinh chứ? Ta tin tưởng tạ lan, cáo từ. Khi tạ Lưu Vân rời đi có nhìn thấy ngạo phong, khóe miệng ông ta lại giật lên một cái ngàn tính vạn tính lại quên tính cả ngạo phong thế giới quy khư linh khí phong phú và dồi dào vô cùng ngạo phong lại là hậu duệ của tổ long tốc độ tăng trưởng và phát triển ở đây sẽ rất nhanh tin chắc là không bao lâu sau ma đạo sẽ có thêm một vị thiên tôn điểm mấu chốt là nếu ngạo phong phát triển cậu ta sẽ có thể mang lại sự gia tăng về khí số cho ma đạo bởi bản thân cậu ta là một tòa long mạch có thể di chuyển mà tuy nói thanh đế sau khi hoàn thành việc trưng binh điểm tướng ở mộc tộc đã yêu cầu đại tù trưởng của một tộc dẫn quân đến bộ tộc Đông Di để hội họp với Thủy Họa, trong khi bản thân ông ấy đến núi không tang tế bái tang mộc thần thụ. Nếu nói núi Bất Chu là xương sống của hồng hoang quy khư, thì tang mộc thần thụ được coi là cây sinh mệnh của hồng hoang quy khư. Tang mộc thần thụ tập hợp khí thiên thiên ất mộc trong thiên hạ, trong vô thức cũng đã ảnh hưởng đến sinh mệnh của vạn tộc hồng hoang. Núi không tang mặc dù có diện tích rộng lớn nhưng vẫn chỉ mỗi thanh đế sinh sống, vì e ngại trước uy danh của ông ấy nên không ai dám xâm phạm núi không tang. Kể từ ngày thanh đế đuổi theo những chiếc lá dâu rời khỏi núi không tang thì đã không quay trở lại, vậy nên khi ông ấy nhận ra có một người nào đó trên tang mộc thần thụ, thì trong lòng ông đã dâng lên một nỗi tức giận. Đáng tiếc hiện tại thanh đế đã không còn là cường giả vô song khinh thường toàn bộ hồng hoang nữa, tuổi thọ đã gần cạn, sức chiến đấu giảm sút, chỉ còn lại mức lực chiến của thiên tôn bình thường, điều này khiến ông ấy hành động hết sức thận trọng. Nếu với lực chiến đạt đỉnh cao của ông ấy trước kia, Bất cứ ai xông vào núi Không Tang mà không được sự cho phép sẽ lập tức giết không tha. Lúc này, Thanh đế ẩn thân âm thầm quan sát, chỉ thấy bóng lưng một nữ tử tuyệt mỹ đứng trên nhánh cây của Tang Mộc Thần Thụ, lấy lá dâu làm sáo thổi một bài nhạc. Thổi xong khúc nhạc, nữ tử thở dài, đọc: "Nại hà nhị dạ xuân phong, tâm như tang diệp, hữu thị hoa khai thì tiệt." Thanh đế nghe vậy động lòng, trong đầu chợt lóe lên một đoạn ký ức về mối tình thời trai trẻ, khẽ thở dài, sải bước đi về phía Tang Mộc Thần Thụ. Ông ấy vừa cử động, liền bị nữ tử đứng trên cây cảm giác được xoay người từ trên cây đáp xuống trực diện đối mặt với thanh đế phúc sinh vô lượng thiên tôn tiên đạo mộ dung nguyên duệ bái kiến thanh đế bệ hạ mộ dung nguyên duệ cúi người thật thấp hành một lễ lớn thanh đế vốn đã tiêu tan cơn giận vì khúc nhạc của cô ấy bây giờ lại thấy cô ấy cung kính như vậy trong lòng ông ấy không còn ôm bất kỳ sự bất bình nào nữa trả lời phúc sinh vô lượng thiên tôn đạo hữu đến đây vì chuyện gì ta tới là đại đạo mộ dung nguyên duệ đáp Đạo chiến thần của Mộ Dung Nguyên Duệ đã có Mậu thổ, Canh kim, Quý thúy và Ly hỏa, chỉ còn thiếu duy nhất pháp thân ất mộc, cô ấy đúng thật là vì đại đạo mà tới đây. Chương 549, Mộ Dung chứng đạo một. Tiên đạo đến Quy Khư bởi vì núi bất chu, nhưng Mộ Dung Nguyên Duệ đến đây lại bởi vì đạo chiến thần của cô ấy. Sự sinh trưởng phát triển của chúng sinh ở nhân gian đã đạt đến cực hạn, linh khí cạn kiệt, thêm sự đòi hỏi và hành vi tàn phá thiên nhiên không có điểm dừng của nhân loại trực tiếp khiến độ loáng của khí thức tiên thiên ất mộc ngày càng trầm trọng hơn canh kim ly hỏa quý thủy đều có thể ngưng tụ được duy nhất mỗi phân thần ất mộc là khó chứng nhất nói trắng ra thì ất mộc là sinh cơ tự nhiên quy khư hồng hoang tuy rằng xảy ra nhiều tranh chấp thời đại nguyên thủy đã mất vẫn chưa khai hóa cây cỏ ở đây um tùm trời xanh nước biếc giữ gìn được vẻ đẹp tự nhiên mộc mạc vốn có sinh cơ dồi dào muốn ngưng tụ phân thân ất mộc thì nơi đây chính là nơi phù hợp nhất đặc biệt là tam thụ thần mộc ở núi không tang sau khi hoàn tất việc sắp xếp cho đội quân tiên đạo vượt biển an toàn, Mộ Dung Nguyên Duệ đem quân quyền giao hết cho công chủ giao trì xử lý, sau đó một mình thẳng tiến núi Không Tang. Thành thủ Dương Thùy Hỏa thăng tiến lên cấp Thiên Tôn hùng mạnh khiến áp lực càng đè nặng lên vai của Mộ Dung Nguyên Duệ, mà mối nhục ngày đó Thùy Hỏa gây ra cho cô ấy càng khiến lòng cô ấy khó quên. Điều quan trọng nhất chính là giây phút nụ hôn lạnh giá của tử thần hôn lên môi cô ấy, đối với cô mà nói thì chẳng khác nào như trời sập đất đổ. Dù mộ dung nguyên duệ tách riêng chỉ đơn độc một mình cũng không sợ gặp phải nguy hiểm, đạo của chiến thần giúp cô ấy triệu hồi phân thần, dễ dàng xử lý kẻ địch mạnh, nhưng mà lúc cô ấy đến, vừa hay thanh đế lại không có mặt ở núi không tang, mộc tộc đang bận rộn chuyện quân doanh cũng không có nhiều thời gian để quản lý mấy chuyện phía nam. Còn về con đường đến chỗ lãnh địa hỏa tộc, xích đế sớm đã chỉ huy toàn bộ quân binh chiến sĩ tinh anh cùng hiên viên đế xuất trận Bắc Minh. Mộ dung nguyên duệ đến núi không tang đã ba ngày, ngày đầu tiên, cô ấy ngồi dưới gốc cây ngộ đạo lĩnh ngộ được sự tương sinh tương khắc của tiên thiên ngũ hành, lợi dụng đạo chiến thần đột phá huyền cơ bên trong, hấp thu khí thức tiên thiên ngũ hành rồi rào đến cực hạn. Ngày thứ hai, cô ấy bắt đầu triệu hồi phân thân tiên thiên ất mộc, một chiêu đã thành công mà không hề gặp trở ngại nào. Ngày thứ ba, mộ dung nguyên duệ một hơi triệu hồi ba phân thân khác, tính thêm cơ thể tiên thiên mậu thổ của bổn tôn cô ấy, năm người mộ dung nguyên duệ giống nhau như đúc xuất hiện dưới gốc tam mộc thần thụ. Phân thân ly hỏa mặc áo đỏ rực rỡ như ngọn lửa, phân thân quý thủy xanh làm tựa thủy triều, phân thân ất mộc biên biếc như cảnh trúc, phân thân canh kim chói lóa tựa tia chớp, đứng giữa là bổn tôn của Mộ Dung Nguyên Duệ đang mặc một bộ đồ trắng phất phơ trong gió. Năm người Mộ Dung Nguyên Duệ có năm loại phong tình, đại diện cho việc đạo chiến thần của Mộ Dung Nguyên Duệ đã thành công viên mãn. Cô ấy vốn đã có thần cách và thần vị, hiện tại đạo chiến thần đã hoàn thành, mượn trí tuệ trời sinh của Cửu Thiên Huyền Nữ kiếp trước, thuận lợi phi thăng thành thiên tôn. Sau khi thành công phi tăng làm thiên tôn, chiếc mặt nạ thanh đồng bị cô ấy tháo xuống lần nữa lộ ra dung mạo tuyệt sắc hiếm có trên thế gian mộ dung nguyên duệ của bây giờ bổn tôn đã có thể thoải mái triệu hồi ngũ hành chi gian mà không hề gặp bất kỳ khó khăn nào chỉ cần một phân thân còn tồn tại thì bổn tôn tuyệt đối sẽ không chết đạo chiến thần là đại đạo vô cùng hùng mạnh dù chính tu vi của bản thân mộ dung nguyên duệ vẫn chưa đạt đến trình độ thiên tôn đẳng cấp nhưng chiến lược hiện giờ của cô ấy đã không còn phải e rẻ trước bất kỳ thiên tôn nào bởi vì cô ấy không hề phải chiến đấu một mình Bốn phân thân kết hợp với bổn tôn có khả năng tạo thành pháp trận Tiên Thiên Ngũ Hành, muốn giết chết kẻ địch vượt cấp là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu như đợi bổn tôn cô ấy thành công bước lên cảnh giới Thiên Tôn mạnh nhất, tiếp đó hiến tế toàn bộ phân thân luyện thành phân thần, chớp mắt bốn phân thần kết hợp cùng bổn tôn, chiến lực thậm chí có thể sánh ngang với đạo tổ. Đây chính là nguyên nhân vì sao Tiên Đạo nhất quyết lựa chọn cô ấy làm đạo tổ đời tiếp theo, sức mạnh đạo chiến thần thật sự khủng khiếp. Tiên Đạo Tổ sư Ngọc Hoàng Đại Đế từng nói: nếu không phải bởi vì sát nghiệp của cửu thiên huyền nữ quá nặng gây tổn hại đến cân bằng tự nhiên, thì vốn dĩ chẳng cần thiết phải lặn lội đến độn tẩu đích nhất tìm kiếm đại đạo mới, chỉ cần dung hợp bản thân với đạo chiến thần, liền được xếp vào hàng ngũ đạo tổ, chiến lược tất nhiên sẽ không kém hơn ông ta. Nguyên nhân đạo tổ đạt đến cảnh giới cao hơn thiên tôn, bởi lẽ lợi thế của đạo tổ là có tư cách đến độn tẩu đích nhất tìm kiếm đại đạo thuộc về riêng mình, đại đạo này có khả năng mạnh hơn nhiều so với thứ bản thân từng nắm giữ, tất nhiên cũng có thể yếu hơn, nhưng bất luận mạnh hay yếu, đều thuộc về bản thân, do chính người đó tạo ra. chương 550, Mộ Dung Chứng Đạo 2 Lý do đạo tổ càng khiến người khác ngưỡng mộ hơn thiên tôn hùng mạnh, chính là nằm ở cái tư cách này. Mỗi người chỉ có một đại đạo, mà một khi hợp đạo thành công, liền không thể phản hồi, bất kể nó mạnh mẽ hay yếu ớt, cũng đều chỉ có một con đường đi đến hết cuộc đời. Đạo tổ là người trải qua vô số kiếp nạn, sau đó có được cơ hội lựa chọn lại từ đầu, sau khi đại đạo được viên mãn thì thiên tôn vẫn có thể tu hành như cũ, việc tu hành lúc bấy giờ sẽ không tiếp tục theo đuổi càng nhiều pháp tắc của đại đạo, mà phải nghĩ cách làm sao để dung hòa với đại đạo của chính mình, càng dung hòa thì uy lực đại đạo pháp tắc sẽ được thi triển càng mạnh. Cảnh giới cực hạn tu hành của thiên tôn chính là hóa thân vì đạo, sau khi hóa thân, có thể đi vào nơi hư không vô tận của vũ trụ thâm sâu, cũng có thể gọi là thu hoạch được đại đạo của bản thân. Hư không vô tận nguy hiểm trùng trùng, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ không thể trở về được nữa khi đi vào là thiên tôn, nhưng khi trở ra sẽ biến thành đạo tổ. Bất luận có thể thu hoạch được đại đạo để thay thế bản tôn hay không, khi đi vào hư không vô tận nơi vũ trụ thâm sâu thì chính là một màn rèn luyện, trong khi rèn luyện nhận được bất kỳ cảm ngộ nào đều không phải thứ mà thiên tôn có thể so được đâu. Nhắc đến lần gặp gỡ của mộ dung, thì không thể không nhắc đến túc địch của cô ấy, chính là Thùy Họa. Uy năng mà Thùy Họa kế thừa chính là tử thần thái cổ minh giới, mà trong thái cổ thì căn bản không hề có thứ gì gọi là đại đạo cả đại đạo là sau đánh thắng ma thần thái cổ, mới từ căn nguyên của hỗn độn sản sinh đúng thời cơ ra cấu tạo năng lượng hoàn toàn mới. Trước những thứ này, nếu không có đại đạo thì chỉ có được sức mạnh của các thuộc tính khác nhau trong căn nguyên hỗn độn. Bắt đầu từ giây phút thủy hỏa ngưng tụ được cơ thể bất tử, phá quân chi đạo đã không còn là căn nguyên của cô ấy nữa, sau khi hoàn thành lần niết bàn thứ năm, uy năng của tử thần sẽ nuốt và luyện hóa toàn bộ phá quân chi đạo. Thiên tôn cường thế của thủy hỏa chỉ là miêu tả chiến lược, bản thân cô ấy cũng giống như a lê đã không ở trong cơ cấu tu hành của đạo môn nữa rồi mà cơ cấu cực hạn trong đạo môn tu hành hóa thân vì đạo thực chất chính là thể ngộ căn nguyên của hỗn độn bởi vì đại đạo vốn dĩ được sản sinh ra trong căn nguyên của nó chỉ là chân tướng này đã bị thiên đạo dùng đạo pháp tu hành ẩn giấu nó đi một cách hoàn mỹ khi thanh đế đến nơi mộ dung nguyên duệ cũng vừa thu hồi lại toàn bộ tứ đại phân thân đạo của chiến thần viên mãn khiến trong lòng cô ngập tràn sự vui mừng nhưng lại mang theo một chút bi thương bởi vì đây có nghĩa cô chỉ cách đạo tổ của tiên giới một bước nữa thôi, cảm giác sứ mệnh sẽ càng mãnh liệt hơn. Cô dùng lá tang thổi một điệu nhạc cổ, thay mặt cho tình cảm của cô, cũng thay mặt cho sự tưởng nhớ của chính mình. Đàm Cửu Long, côn lôn nhai, đá Tam Sinh, tất cả những gì đã qua, tuy nói là do cửu u nữ đế bày mưu, nhưng thật sự phải nhẫn tâm cắt đứt hết sao? Bây giờ cô ấy đã trở thành thiên tôn, hoàn toàn có thể từ tay cắt đứt nhân quả tại đá Tam Sinh, nhưng sự ấm áp ngọt ngào khi đó lại khiến cho cô không thể nào hạ quyết tâm được người đàn ông cô tặng kiếm giữa đêm đông tuyết lớn từ thời niên thiếu cho đến trưởng thành từ một hòn đá trở thành một viên ngọc trong sáng chẳng mất bao nhiêu thời gian cả vì vương ra ra mặt trợ quỷ kim lăng tự tay hắn hủy đi huyền quan núi không minh trong trận chiến giã tiên một mình hắn đã phẫn nộ ngay trước mặt phân thần của nữ oa thậm chí còn kiên định không rời vì nhân gian ứng kiếp tại núi thái âm đôi bàn tay trắng thống lĩnh cả ma đạo tưởng chừng như vô hình từ Hàn Hoang quật khởi, đi từng bước một đến hôm nay. Hắn còn có lá cờ chiêu hồn trên lưng, bản thân lại là người trọng tình nghĩa, không bị sinh tử ràng buộc, không biết có từng rơi lệ trong âm thầm hay không. Anh hùng chi kiếm dưới vực sâu Hồng Lư, không phải người có lòng với muôn dân thiên hạ thì không thể nào rút ra, ấy thế mà hắn lại làm được. Một người đàn ông như thế, mộ dung nguyên Duệ làm sao mà nỡ quên đi được. Đạo môn chỉ biết bóng dáng của Ma đạo tổ sư năm đó rất khó quên nhưng lại không biết người đàn ông theo sau này cũng ngày một đi xa, những người đến sau cũng chỉ nhìn thấy được bóng lưng hắn để lại mà thôi. Huống hồ hắn đối với cô không phải là không có cảm tình, ngay trước đá Tam Sinh, người không muốn ra tay không chỉ có cô mà hắn cũng vậy. Cái ôm dưới mắt biển Quy Khư, khi đó thời gian dường như ngưng động. Tình này có thể chờ, duyên này có thể đợi, nhưng người thì lại khó quên đến thế. Cho đến khi bị thanh đế cắt ngang dòng suy nghĩ, Mộ Dung Nguyên Duệ vẫn chưa thể hạ quyết tâm từ khi thanh đế ở chỗ thủy hỏa đã biết được thân phận của mộ dung nguyên duệ cũng đã biết cô là kẻ địch mạnh của ma đạo trong tương lai nhưng khi nhìn thấy cô sát tiên tử không vướng khói lửa nhân gian trước mặt địch ý trong lòng thanh đế cũng không khơi dậy nổi thậm chí đến cả sự phẫn nộ khi cô ta xông vào núi không tang cũng biến mất không còn tâm hơi sự tranh giành giữa tam đạo chỉ vì không hợp đạo nghĩa khó chứng thiên tôn bất kể nhà nào có thể chứng được thiên tôn đều là một chuyện rất đáng để chúc mừng nhìn thần niệm của đạo hiếu ắt đã thành đại đạo thật đáng để vui mừng mà. Thanh đế nói, đây đều do tang mộc thần thụ ban cho, vẫn mong bệ hạ đừng khiển trách. Mộ dung nguyên duệ đáp, có thể nhìn thấy đạo hữu chứng đạo tại đây, lòng chấm cũng thấy an ủi phần nào, làm sao mà trách tội ngươi được. Thanh đế và mộ dung nguyên duệ nói cười rất vui vẻ, hai người đều hiểu biết về âm luật, lại đồng thời tu hành ất mộc chi đạo. Cuối cùng, thanh đế đề xuất muốn đem ất mộc thần thông mà ông đã lĩnh ngộ trong tang mộc thần thụ truyền nhất thốn quang âm cho mộ dung nguyên duệ. Sau khi nghe thanh đế giải thích sự kỳ diệu của nhất thốn quang âm, mộ dung nguyên duệ liền kinh ngạc nói, nhất thốn quang âm, có thể lay động được sức mạnh thời không, có thể đảo lộn sinh tử trong tích tắc, thần thuật lợi hại như vậy, tại sao thanh đế bệ hạ muốn truyền nó cho ta? Đều kết duyên chứng đạo dưới tang một thần thụ, huống hồ công pháp này chỉ là để cứu người chứ không hại người, ta làm như thế chẳng qua là muốn thuận theo tiếng lòng mà thôi. Tại sao không truyền nó cho đệ tử ma đạo? Không phải là không truyền, mà là truyền không được, công pháp này được tham mộ từ tang một thần thụ, chỉ có đạo hữu cùng chứng đạo mới có thể tham mộ được. Nhất thốn quang âm tuy có liên quan đến ất mộc, nhưng thực chất nó lại đến từ tang một thần thụ. Chớp mắt tang một thần thụ này đã vạn năm, nhìn thấu hết thịnh suy bãi bể nương dâu, bản thân nó chính là đại diện cho thời gian và năm tháng. Được, vậy thì đa tạ thanh đế bệ hạ, mộ dung nguyên duệ thản nhiên nói, cho đến đây, công pháp vô song duy nhất có thể làm lay động thời không, nhất thốn quang âm đó đã có người kế thừa. Ban đầu một đao của Thùy Hỏa chém nước tu vi cả đời của Đồ Sơn Công Tử, để lại truyền thuyết cho khoảnh khắc lừng lẫy đó, bây giờ mộ dung nguyên duệ lại học được nhất thốn quang âm từ nơi thanh đế. Sát na phương hoa đối mặt với nhất thốn quang âm, cũng khó trách hai người đó định sẵn đã là kẻ địch túc mệnh. Giải thích sát na phương hoa có nghĩa là mô tả những thứ đẹp đẽ thoáng qua, nhưng chúng lộng lẫy và vĩnh cửu như pháo hoa. Nó cũng mô tả vẻ đẹp của một người phụ nữ rất dễ già đi, vẻ đẹp bên ngoài của cô ấy chỉ là khoảnh khắc nhất thời. Hết giải thích, chương 551, trận chiến ngũ quân 1. Sau khi truyền đạo xong thì cả hai đường ai nấy đi. Qua vài ngày sau, mộ dung nguyên duệ xuất hiện tại bờ biển phía bắc của Hồng Hoang, nơi đối diện với vực sâu Hồng Lư. Lúc này đại quân nhân đạo đã sắp xếp an vị, đại quân của tiên đạo cũng đồng thời xuất hiện trên bờ. Trước đó tạ Lưu Vân chưa gặp qua mộ dung nguyên duệ sau khi thảo luận cùng cung chủ giao trì, chỉ đạt được hiệp ước tạm không công kích lẫn nhau. Còn về việc liên minh thì cung chủ giao trì không thể làm chủ được, khi nhìn thấy mộ dung nguyên duệ tạ lưu vân lại lần nữa kinh ngạc trong lòng sầu não tử thần ma đạo đã có chiến lược của thiên tôn hùng mạch thần niệm không thua kém gì Lữ thuần dương mà mộ dung nguyên duệ của tiên đạo đã gỡ mặt nạ thanh đồng vậy chắc hẳn đã trở thành thiên tôn chỉ có mỗi mình ông tại quy khư không chỉ không thu hoạch được gì ngược lại còn làm gãy một thanh kiếm cái tâm trạng thật sự rất tệ sau khi hai người gặp mặt hàn nguyên tạ lưu vân bắt đầu đề cập đến việc tam đạo liên minh mộ dung nguyên duệ mang danh chiến thần đối với thế cục chiến tranh đương nhiên nhìn rất thấu đáo, cũng hiểu những gì tạ Lưu Vân nói là sự thật. Nhân đạo, mà đạo muốn bảo toàn tộc tương liễu, thứ mà tiên đạo muốn có là núi Bất Châu, nhìn thì có vẻ không sao, nhưng núi Bất Châu này tồn tại như thánh tích của quy khư hồng hoang. Nếu không đánh cho nhân tộc Hồng Hoang tâm phục khẩu phục thì nhân tộc Hồng Hoang làm sao có thể cho phép tiên đạo nhắm tới núi Bất Châu. Và thế là, tiên đạo, nhân đạo và ma đạo đã cùng chung kẻ địch rồi. Mộ Dung Nguyên rể có lòng liên minh, chỉ là trong tâm vẫn còn sót lại những tàn dư và khúc mắc sâu đậm đối với thủy hỏa. Rồi lại nghĩ đến, lần hợp tác tại quy khư hôm nay chắc có lẽ là lần cuối cùng tiên đạo hợp tác với ma đạo, đợi đến khi rời khỏi quy khư không biết lúc nào mới có thể tương phùng. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng mộ dung nguyên Duệ cũng đồng ý việc liên minh, tiếp theo đó tiên nhân hai đạo chia binh hai đường thẳng tiến đến lãnh địa bộ tộc Đông Di. Lúc này trong địa phận bộ tộc Đông Di, Thanh Đế đã dẫn theo 10 vạn đại quân của một tộc đến nơi, sát thần ma đạo Lâm Thanh Thủy cũng đã tề tựu. Bây giờ quân lực của ma đạo có 10 vạn đại quân mộc tộc, cộng thêm một vạn xạ thủ trong bộ tộc Đông Di, thái cổ minh giới tử thần Lâm Thủy Họa làm thống soái chiến tướng cấp cao có Kiêm Hà, A Lê, Bạch Phô Nhai, Lâm Thanh Thủy, Thanh Đế, thủ lĩnh bộ lạc mộc tộc, tộc trưởng bộ tộc Đông Di, cùng với một số xạ thủ bậc nhất trong Đông Di, còn có các vương giả mộc tộc và các chiến binh khác, toàn bộ cộng lại có gần 50 người. Trong số đó, chiến lực của Thủy Họa thuộc Thiên Tôn Cường Thế, thanh đế thọ nguyên sắp đạt tới cảnh giới thiên tôn cường thế giờ đây đã rớt xuống còn cảnh giới thiên tôn mà thôi. A Lê, Kiêm Hà cũng có chiến lược thiên tôn, Bạch Vô Nhai, Lâm Thanh Thủy, Ngạo Phong bây giờ đã tiên phong nửa bước thiên tôn, chiến lược của những chiến tướng khác đều vừa đạt cảnh giới nửa bước thiên tôn. Nhìn thế trận này, sớm đã vượt xa tổng quân lực của ma đạo khi tấn công tại âm sơn rồi, chỉ là vẫn không thể bì được với tiên nhân hai đạo mà thôi. Tiên nhân hai đạo mỗi bên đều có 30 vạn đại quân, dù cho dưới vực sâu Hồng Lư đã tổn thất không ít cao thủ, thì mỗi nhà đều còn hơn 100 người có chiến lực nửa bước thiên tôn, tiên phong nửa bước thiên tôn vẫn còn mười mấy người. Mà ở bên ngoài quy khư, còn có hai đại quân đang ở Đông Hải tập kết, chiến lực cũng không thua kém gì trong quy khư cả. Nếu như toàn bộ đều tiến vào thì nhân tộc quy khư sẽ không còn chỗ dựa nào nữa. Chỉ là nếu như quy khư xuất thế, vậy thì có nghĩa là hai bên chắc chắn sẽ phải moi sạch sẽ của cải trong thời đại mạt Pháp, thế nên họ mới không dám mạo hiểm. So với bọn họ thì ma đạo quả thực không có tư cách để tranh phong. Ưu thế của ma đạo bây giờ chính là những cao thủ siêu cấp, ví dụ như Thùy Hỏa có chiến lực của Thiên Tôn cường thế, được xưng là một bông hoa xuất chúng, A Lê chỉ thua một cái thần vị nhưng vẫn sở hữu chiến lực của Thiên Tôn cường thế. Tiên đạo còn có mộ dung nguyên duệ, nhân đạo lại chỉ có duy nhất Tạ Lưu Vân thuộc chiến lực Thiên Tôn, mà ông cũng không được tính là Thiên Tôn thật sự. Một vị Thiên Tôn cường thế đáng giá nhất, chỉ từ trong trận chiến thành thủ Dương của Thùy Hỏa mới có thể thấy được. Cho dù hiên viên đế có bày ra bao nhiêu sát cục, cuối cùng cũng chỉ có thể đánh được thùy hỏa vào cảnh giới Niết Bàn, nếu không phải ông cùng với đại tế tư chủ tỏa ra tay, thậm chí còn không thể ngăn cản được thùy hỏa Niết Bàn trùng sinh. Hiên viên đế và đại tế tư có chiến lược thiên tôn, còn có pháp bảo trung thiên mậu thổ hạnh hoàng kỳ. chương 552, trận chiến ngũ quân 2. Thùy hỏa đã hoàn thành lần Niết Bàn thứ 5. Tiên nhân hai đạo nếu muốn giết cô ấy để ngăn cản cô ấy Niết Bàn thì ít nhất phải cần đến 5 vị chiến lực thiên tôn ra tay, Nói cách khác chính là, chỉ cần không ra khỏi quy khư thì ma đạo hiện giờ đủ sức để đối chọi với tiên nhân hai đạo, còn cái giá phải trả cho việc giao chiến thì đối phương đều phải tự mình gánh chịu. Tiên nhân hai đạo có thể dễ dàng diệt phong đại quân ma đạo, nhưng nếu thủy hỏa không chết, mọi sự tổn thất phải gánh chịu sẽ do mỗi mình cô ấy toàn bộ lấy về. Trong trận chiến phong thần năm xưa, cao thủ Thiên Tôn không dễ dàng ra tay, nguyên nhân là vì sức hủy diệt của họ quá lớn. Sau khi nhân lực ba nơi đã tập kết đầy đủ, họ đến hội họp tại chân núi ở phía tây núi Bắc Minh vào cùng một thời điểm như đã thỏa thuận. Núi Bắc Minh có diện tích rộng lớn, hiện tại chân núi phía đông đã được chiếm giữ bởi nguyên phượng thiếu nữ thống lĩnh 10 vạn hung thú, chân núi phía nam được chia cắt giữa Bạch Đế và Hiên Viên Đế, duy nhất chỉ có chân núi phía tây do địa hình hiểm dốc nên không thể đi thẳng vào núi Bắc Minh, không ai tranh giành chiếm giữ, cho nên liên quân đạo môn chỉ đành tạm thời lựa chọn nơi này để đóng trại. Liên quân đạo môn có 70 vạn binh mã, Đột nhiên diễu hành vào núi Bắc Minh sẽ lập tức dẫn đến sự cảnh giác của Hiên Viên Đế, Bạch Đế, Nguyên Phượng thiếu nữ. Bọn họ cũng không ngờ lần này lại có nhiều thế lực nhân gian muốn xâm nhập vào Hồng Hoang đến thế, trong lòng họ bất giác liền cảm thấy nặng nề hơn vài phần. Lúc này không còn ai dám tự tiện đi vào bàn xà cốc của bộ tộc Tương Liễu nữa, trong lòng Bạch Đế và Hiên Viên Đế thậm chí còn sản sinh ra ý niệm liên minh luôn rồi. Hung thú của núi Lưu Ba do Nguyên Phượng thiếu nữ thống soái chính là kẻ thù không đội trời chung của nhân tộc binh mã ba đạo môn nhân gian lại là kẻ xâm nhập, hai bên này cũng được tính là cùng chung kẻ địch với mình rồi, nói như thế thì giữa hai nhà đã tồn tại một nền móng đồng minh vững chắc. Nghĩ đến đây, hiên viên đế nhìn xa trông rộng lập tức phái sứ giả cùng bạch đế thương lược, mà bạch đế cũng có ý định như thế, vừa tác đã hợp, vào cùng đêm khi liên quân đạo môn tiến vào chân phía tây của núi Bắc Minh, hiên viên đế và bạch đế đã tuyên bố thành lập chiến sự đồng minh, kiên quyết nhất trí đối ngoại. Bây giờ thế cục đã thay đổi, bàn xà cốc của bộ tộc tương liễu càng không dễ dàng động vào, hai nhà quyết định giải quyết định ngoài trước rồi mới bắt đầu nghiên cứu và giải mã làm sao vây quét bộ tộc tương liễu để giành lấy bí mật bên trong quy khư. Tin tức này đối với liên quân đạo môn mà nói không phải là chuyện tốt đẹp gì, hiên viên đế đã đồng minh với bạch đế, tổng binh lực gấp 3 lần liên minh đạo môn, tinh anh chiến tướng hơn đạo môn rất nhiều. Tuy không thể tạo nên hiệu quả chấn áp, nhưng nếu buông hết toàn bộ chiến lực thì chắc chắn liên quân đạo môn sẽ thua chứ không còn gì để nghi ngờ cả nhưng chắc chắn một điều rằng, rất khó để tìm được thời cơ mở đầu đại chiến hồng hoang hiếm có này. Bởi vì núi Bắc Minh hiện nay thuộc về ngũ quân hỗn chiến, yếu thế nhất là bàn xà cốc, cái đó chính là nguyên phượng thiếu nữ thống soái hung thú núi Lưu Ba, hiên viên đế một chi, bạch đế một chi và liên quân đạo môn một chi. Hiên viên đế và bạch đế có sự cạnh tranh và hợp tác, nếu như hai người họ kết hợp lại đối phó với đạo môn liên quân, vậy thì đại quân hung thú của nguyên phượng thiếu nữ sẽ có hai lựa chọn, một là ngồi nhìn hổ đấu, ngự ông đắc lợi, ngoài ra còn một lựa chọn chính là lén lút phục kích bàn xà cốc trực tiếp đánh chủ ý lên bí mật của quy khư hai lựa chọn này đều không phải kết quả mà hiên viên đế và bạch đế mong muốn thế trận ở núi bắc minh trước đó vốn đã mù mịt khó hiểu chỉ đợi thế lực của nhân gian đến để phá giải mà thôi nhưng đâu ai ngờ tới rằng sau khi thế lực nhân gian nhúng tay vào thì thế cục của núi bắc minh càng trở nên sương mù dày đặc hơn cứ tiếp tục như thế thì nhân tộc hồng hoang sẽ không bị tổn thất gì nhưng đạo môn nhân gian lại không thể như vậy dù sao thì thời đại mạt Pháp sắp kết thúc, tinh anh đạo môn đều đã có mặt tại quy khư, vậy thì người được lợi nhất chính là âm ti. Mất đi sự áp chế của đạo môn, âm ti có thể phát huy năng lực tại nhân gian rồi. Nếu như không kịp đẩy lùi kiếp nạn của nhân gian dẫn đến sự khủng hoảng cho muôn loài, không tìm được thần minh để tín ngưỡng, ắt sẽ quay sang thờ phụng quỷ, cứ như thế, vận mệnh của âm ti nhất định sẽ tăng vọt, ngược lại sẽ át đi vận mệnh của nguyên nhà đạo môn. Vài ngày sau, trong doanh trại của mộ dung nguyên duệ, Thùy Hòa, Tạ Lưu Vân cùng Mộ Dung Nguyên Duệ ba người họp mặt. Binh pháp mưu lược tôi không bằng cô, nói đi, trận chiến tại núi Bắc Minh nên đánh làm sao? Thùy Hòa hỏi Mộ Dung Nguyên Duệ, Tạ Lưu Vân, thanh kiếm lục nhâm âm dương của ngươi được xưng là có thể nhìn thấy thiên cơ, chỉ bằng ngươi nói xem làm cách nào mới phá được cuộc diện ngũ quân tại núi Bắc Minh đi. Mộ Dung Nguyên Duệ quay sang hỏi Tạ Lưu Vân, Lâm tướng quân là phá quân ma đạo, sát phạt quả đoán, thích hợp để ra đối sách hơn. Tạ Lưu Vân lại đẩy vấn đề sang cho Thùy Hòa, nói xong ba người đối mặt nhìn nhau đồng loạt cạn lời qua một lúc sau thùy họa thở dài nói một tiếng nếu như tuyết dương còn ở đây thì tốt biết mấy nhắc đến khương tuyết dương bầu không khí liền có chút bi thương bất luận là tạ lưu vân hay mộ dung nguyên duệ đều cảm thấy tiếc nuối đối với cái chết của khương tuyết dương không biết khương tướng quân khi nào mới có thể trùng sinh trở về tạ lưu vân hỏi tuyết dương đến cả thức thần cũng không thể ngưng tụ chỉ còn lại tàn dư của thần niệm trong huyền quan của tạ lan muốn trùng sinh cũng phải đợi sau khi tạ lan trở thành thiên tôn mới có cách để phá giải. Thùy Hòa thẳng thắn không nghi kỵ gì mà đáp lời, với tư chất của tạ lan, muốn trở thành thiên tôn không phải chuyện khó khăn gì. Tạ Lưu Vân nói tiếp, ha ha, đúng là không khó, nhưng nếu anh ấy chứng thiên tôn một cách mù quáng, vậy thì khi ra khỏi quy khư, ma đạo của chúng tôi còn đường sống không? Thùy Hòa cười lạnh hỏi, chương 533, tương liễu đại sạc 1. Chiến cuộc bên ngoài núi Bắc Minh dối rắm khó giải cũng chẳng thể giảm bớt phần nào áp lực cho bàn xà cốc. Hôm nay Liễu Chi Nhung đã dẫn tôi đi tế bái di cốt tương liễu đại xà, thủy tổ của tộc tương liễu, di cốt của tương liễu đại xà là bí ẩn lớn nhất của tộc tương liễu. Lúc trước Liễu Chi Nhung vẫn luôn che giấu không nói ra, hiện tại vì áp lực từ sự tồn vong của tộc nhân nên mới đặc biệt dẫn tôi đi tế bái. Thần điện của tương liễu đại xà được xây dựng ở một động huyệt vô cùng bí mật trên sườn núi, cửa vào động huyệt bị dây leo che giấu rất kỹ đến nơi việc đầu tiên liễu chi nhung làm là cúi đầu tế bái bức tường đá sau đó gạt dây leo qua một bên khởi động cơ quan xuất hiện một hang động vô cùng âm u mờ ám vừa mới bước vào liền bị gió lạnh bên trong thổi đến cả người phát run hang động vô cùng rộng lớn và sâu thăm thẳm vừa tối đen lại còn ẩm ướt quanh co vòng vèo cứ như đang đi trong bụng rắn đi được khoảng nửa canh giờ thì chúng tôi cuối cùng cũng đến đáy động đây mới thật sự là tương liễu thần điện thần điện có quy mô rộng rãi trên tấm biển viết hai chữ tương liếu hai bên cửa đều có một bức tượng điêu khắc hình đại xà. Tượng đá cao hơn 10 trượng núi liền với đỉnh động, đại xà được điêu khắc sống động như thật, còn đại xà bên trái có đôi mắt xanh thăm thẳm, còn bên phải có đôi mắt đỏ rực cháy, giống như chúng có thể sống lại bất cứ lúc nào vậy, khiến người ta càng xem càng thấy kinh sợ. Liễu Chi Nhung đẩy mở cửa điện nặng nề ra, đại điện phải rộng đến trăm trượng. Nhìn quy mô không biết tộc tương liễu đã phải hao tốn bao nhiêu tâm huyết để xây dựng nên một cung điện như thế này ở nơi đây. Bên trong đại điện lại càng âm trầm u tối hơn bên ngoài, có đến mấy trăm thậm chí một ngàn tượng điêu khắc bằng đá, có đủ các loại đại xà với những hình dạng khác nhau, nửa người nửa xà, còn có cả hình người. Hình dạng của tượng xà là nằm dạp xuống đất, đầu ngẩng lên, còn nửa người nửa xà và nhân loại thì quỳ trên mặt đất. Ngay giữa đại điện, phía trước tượng đá là một hồ nước rộng khoảng 10 trượng, được bao quanh bởi một màn sương mù màu đen. Trước hồ nước có bức tượng một cô gái đang quỳ, chỉ nhìn bóng lưng kia thôi thì đã có mấy phần tương tự với liễu chi nhung cả quãng đường đến đây liễu chi nhung không hề mở lời nói chuyện với tôi sau khi vào thần điện cô ấy mới nói hồ nước đấy gọi là hồ hy sinh bên trong ẩn chứa lực lượng ý chí của thủy tổ tộc tương liễu tiếp theo liễu chi nhung bắt đầu kể cho tôi lai lịch của tương liễu đại xà khi tương liễu đại xà xuất thế thì hồng hoang vẫn chưa có nhân loại hồng hoang do yêu tộc thống trị sau khi nữ oa phi thăng tương liễu đại xà tranh đoạt quyền thống trị yêu tộc với đế tuấn tương liễu hóa thành vạn trượng xà khu tức là thân rắn dài hơn vạn trượng đế tuấn hóa thành liệt diếm kim ô tức là loài chim hóa thân từ mặt trời thân thể có lửa rực cháy sở trường của tương liễu là khống chế nước đế tuấn lại có thể thao túng lửa sau hào kiếp diệt thế do tam đại thần thú hỗn độn dẫn phát ra thì lần tranh đấu này của hai người lại khiến cho vạn tộc sinh linh ở hồng hoang bị trọng thương một lần nữa không biết bao nhiêu đầm nước đã bị đế tuấn đốt đến khô cạn không biết bao nhiêu thảo nguyên bình địa bị tương liễu dẫn phát hồng thủy bao phủ. Lúc đó ngũ thần vẫn chưa xuất thế, thiên hạ chịu đủ mọi nỗi khổ do nước và lửa gây ra. Sau đó một đám thần thượng cổ trên đình không nhìn tiếp được nữa, đến cung Hoa Hoàng khuyên nữ Hoa đi giải quyết việc này. Sau khi nữ Hoa hạ thế, lần lượt hẹn hai người đàm phán, đế tuấn bị vẻ đẹp của nữ Hoa hấp dẫn, bằng lòng thần phục nữ Hoa, tương liễu đại xà kiệt ngạo bất tuân, đương nhiên sẽ khiến nữ Hoa không vừa lòng kết quả của cuộc đàm phán này chính là nữ oa và đế tuấn liên thủ giết chết tương liễu đại xà sau khi tương liễu chết đế tuấn còn muốn đổi tận giết việt hậu duệ của tương liễu đại xà nhưng đã bị nữ oa ngăn lại lần nhập thế này của nữ oa đã dính phải nhân quả đương nhiên là không muốn tạo thêm sát nghiệp nữa vậy nên tộc tương liễu mới còn tồn tại thật ra núi bắc minh này chính là nơi của tương liễu đại xà qua đời chỉ là trải qua thương hải tang điền mà thay đổi di cốt của tương liễu cũng đã phong hóa theo thời gian Cuối cùng chỉ còn lại một phần ý chí tàn hồn của phần đuôi rắn ở bàn sa cốc. Bàn sa cốc là đường lui cuối cùng của tộc Tương Liễu, nếu như không phải vì bị nhân loại bức ép đến mức quá thê thảm thì họ cũng không muốn đến đây tìm kiếm sự che chở của ý chí Tương Liễu đại sa. Vì sao khe nứt ở vực sâu bàn sa cốc có thể do thám bí mật của Quy Khư? Tôi hỏi, trong đầu ngươi ngoài bí mật của Quy Khư ra thì không còn gì khác nữa đúng không? Liễu Chi Nhung liếc tôi nói, "Ừm, um, muốn bảo vệ tộc Tương Liễu thì cũng phải dính đến bí mật của Quy Khư thôi." Tôi gật đầu đáp, chương 554, tương liễu đại xà 2. Khe nứt ở vực sâu hình thành do một kích cuối cùng xé rách đại địa của tương liễu đại xà để lại trước khi chết, đại địa bị xé rách, nước ở biển Bắc Minh cũng theo đó mà chảy ngược vào kèm theo còn có một cỗ ý chí mờ nhạt nhưng lại vô cùng mạnh mẽ tiến vào, lập tức khiến đế tuấn và nữ hoa kinh sợ đến mức hoảng hốt bỏ chạy. À, tôi hiểu, đúng rồi, tượng đá hình nữ tử kia là ai? Chắc là người phải đoán được rồi chứ. Liễu Hiên Thạch, vợ của Cung Công, tôi hỏi, không sai thật ra rất lâu về trước khi mà quy khư vẫn chưa xuất thế liễu yên thạch đã có được thần dụ của tương liễu đại xà tại đây khi đó cô ấy biết là quy khư sắp xuất thế rồi thế nhân đều cho rằng thủy thần cung công nói bí mật của quy khư cho liễu yên thạch nhưng lại không ngờ rằng người đầu tiên biết được bí mật của quy khư chính là cô ấy liễu chi nhung nói thì ra là như vậy chẳng trách tộc hắc long lại cho rằng chỉ có tộc của cô mới có thể giải mã bí mật quy khư tôi nói chúng tôi không thể giải được đừng nói là chúng tôi cho dù là tương liễu đại xà sống lại cũng không có tư cách nói chuyện với quy khư người có thể giải mã bí mật của quy khư chỉ có anh thôi quy khư là nhân quả của thiên đạo chủ nhân của anh hùng chi kiếm mới có tư cách nói chuyện với quy khư liễu chi nhung dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói với tôi được thôi vậy cô đưa tôi đến đây làm gì không phải là tôi đưa anh đến mà là tương liễu đại xà tổ tiên của chúng tôi muốn gặp anh sau khi nói xong câu này liễu chi nhung lui ra khỏi thần điện tương liễu sau đó cửa thần điện cũng từ từ đóng lại. Tuy rằng đại điện u tối, nhưng đối với tôi mà nói lại không hề tồn tại chướng ngại thị giác, tu hành đến cảnh giới hiện tại của tôi, chỉ cần phân ra thần niệm liền có thể cảm giác được tất cả mọi thứ xung quanh. Hiện tại, tôi đang đi trên con đường chính giữa các tượng đá, từng bước về phía hồ nước, cuối cùng dừng lại trước mặt tượng thần của Liễu Yên Thạch, không người nói tạ lan của ma đạo, bái kiến tiền bối. Nói xong, sương mù phía trên hồ nước bắt đầu cuồn cuộn lên, mơ hồ còn nghe thấy nước trong hồ cũng đang dâng trào theo theo sự biến ảo của màn sương mù đen một hình ảnh đầu rắn do ý chí tàn hồn của tương liếu hóa thành xuất hiện đầu rắn có hình tam giác ngược dưới cằm có râu giống như đầu rồng trên đầu có góc mắt rắn cực kỳ lớn giống như bánh xe con người đơn lập ánh lên thần quang màu đỏ tôi bị tương liếu đại xà nhìn ở khoảng cách gần như vậy khiến nhịp tim bất giác đập nhanh cảm giác phập phồng sợ hãi dần tăng lên thấy ngô vì sao không quỳ một cỗ thần niệm cổ xưa minh mang mờ miệt truyền vào đáy lòng tôi ta gặp nữ oa cũng sẽ không quỳ tôi nói tương liếu đại xà nhiều nhất cũng chỉ cùng một cấp bậc với nữ oa nữ oa tuy có thân phận là thượng cổ tri thần nhưng nói về chiến lược còn xa mới bị được với ma đạo tổ sư huống chi hiện tại tôi lại đang là ma đạo tổ sư đương nghiệp đến thiên đạo còn dám đối nghịch thì ai có thể lấy thân phận đè ép tôi nghe tôi nhắc đến nữ oa tương liếu đại xà rõ ràng đã nổi cơn thịnh nộ nữ oa là kẻ thù đã giết chết đại xà Nhắc đến tên bà ta chính là đã phạm phải đại kỵ của tương liễu đại xa. Cho dù ngài chỉ còn lại không có bao nhiêu ý chí thần hồn, nhưng dù sao cũng là đại năng thượng cổ, cả tòa thần điện dường như cũng chẳng chịu nổi cơn thịnh nộ của ngài, thức thần của tôi không nhịn được mà phát run. Đành chịu thôi, đây vốn là sự nghiền ép tinh thần đến từ kẻ bề trên. Cảnh giới cách biệt quá nhiều, không phải là thứ mà tôi có thể khống chế được. Nhìn thấy sự tức giận của ngài vẫn đang dần tăng lên, tôi không muốn chịu nhục trực tiếp rút anh hùng chi kiếm ra cắm lên mặt đất, lớn tiếng nói, không phải là ta không muốn quỷ, chỉ là ngài chưa chắc đã chịu được cái quỷ của ta. Quả nhiên, anh hùng chi kiếm vừa được rút ra, cơn thịnh nộ của tương liễu đại xà đến nhanh đi cũng nhanh như thủy triều vậy. Anh hùng chi kiếm đại diện cho chủ nhân tương lai của hồng hoang quy khư, chỉ cần thanh kiếm này vẫn còn trong tay tôi, thì trong hồng hoang quy khư không ai có thể chịu đại lễ của tôi cả. Rất lâu sau, tương liễu đại xà phát ra một tiếng thở dài, ngữ khí hỏa hoãn nói với tôi, dù cho không có anh hùng chi kiếm, chỉ dựa vào thân phận ma đạo tổ sư, ta cũng không nhận nổi đại lễ của ngươi. Không biết tiền bối vì sao muốn gặp ta, thấy ngài đã hòa hoãn ngữ khí, tôi liền thu anh hùng chi kiếm lại. Ta muốn để tộc tương liễu gia nhập ma đạo, nếu như tiền bối chỉ muốn ta bảo vệ tộc tương liễu, không nhất thiết phải làm vậy. Tôi nói, cho dù không phải đệ tử ma đạo thì vì bí mật của quy khư tôi cũng nhất định phải giữ lại tộc tương liễu. Ba ngàn năm trước, khi ma đạo tổ sư đến quy khư, cứu tộc nhân của ta giữa lúc sinh tử tồn vong, lúc đấy ta đã có lòng đem tộc tương liễu phó thác cho hắn, hắn nói thời cơ chưa đến, đợi đến khi quy khư xuất thế tự nhiên sẽ có người đến quy khư chuyển giáo lý ma đạo, ta nghĩ người mà hắn nói chính là ngươi. Tương liễu đại xà trầm chậm, chậm nói, thì ra tiền bối từng gặp ma đạo tổ sư, nếu như đạo tổ đã có lời trước với tiền bối, tạ lan nhất định sẽ không phụ sự phó thác này. Đạo tổ từ bi, vì cảm tạ ơn bảo hộ của đạo tổ, ta có một vật muốn tặng. Nói xong, trong ao từ từ nổi lên một vật, vừa mới ra khỏi mặt nước, ánh sáng lập tức lưu chuyển, chiếu sáng cả đại điện u tối. Đây là bảo vật gì vậy? Tôi kinh ngạc hỏi, tụ linh đan thượng cổ, chỉ cần thần niệm chưa tiêu tán liền có thể dùng vật này trùng tụ thần hồn. chương 555, Tuyết Dương Trùng Sinh 1 Linh khí ở Hồng Hoang Quy Khư Vốn đã nồng đậm hơn nhân gian gấp chục lần, chúng sinh ở thượng cổ Hồng Hoang lại chưa khai hóa vậy nên linh khí ở nơi đây rồi rào đến cực điểm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà thời thượng cổ lại có đủ các loại dị thú dù lớn hay nhỏ đều như cả một tòa núi, bởi vì mức độ linh khí nồng đậm như vậy mới có thể cung cấp đủ cho cơ thể to lớn của chúng. Một viên thượng cổ tụ linh đan do tương liễu đại xà lấy ra này đã đoạt vô tận sinh cơ của thiên địa thời thượng cổ, dùng thái sơ linh môi của hồng bàng mới nở làm thuốc dẫn, không những có thể đảo ngược sinh tử khiến người chết thành xương trắng mọc ra thịt sống lại mà cho dù chỉ còn thần niệm cũng có thể trùng tụ lại thần hồn đây tuyệt đối không phải là thứ mà bất kỳ tiên dược linh thảo nào của đạo môn cũng có thể so sánh được đến tụ linh đan của cửu u nữ đế cũng khó mà được một phần của nó nhìn viên thượng của tụ linh đan cực kỳ chân quý đang phát ra hào quang trói lọi trước mắt trong lòng tôi ngổn ngang trăm ngàn cảm xúc bị kích động đến mức không nói nên lời khương tuyết dương đã từng nói chỉ khi tôi chứng được thiên tôn rồi thì cô ấy mới có cơ hội trùng tụ thức thần mà tôi lại vì tương lai của ma đạo mà không thể dễ dàng tấn thăng từ sau khi cô ấy giúp tôi dùng lực của sát phá lang tam phương tứ chính rút thanh anh hùng chi kiếm ra liền bởi vì cạn kiệt thần niệm mà lâm vào ngủ say trong huyền quan của tôi, sau lần đó tôi nhiều lần tiến vào huyền quan cũng không cảm nhận được sự tồn tại của cô ấy nữa. Nhưng mà, có được viên thượng của tụ linh đan này Khương Tuyết Dương nhất định có thể bổ sung thần niệm, dựa vào viên đan này trùng tụ thần hồn. Nguyện vọng đời này của tôi là có thể gặp lại Tuyết Dương, cái tương liễu đại xà ban cho tôi chính là một phần nhân tình nhân quả rất to lớn. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi vô cùng cảm động hốc mắt bất chi bất giác đã ngập tràn nước mắt hai đầu gối chầm chậm quỳ xuống đất muốn hành đại lễ tam quỳ cửu bái với ngài thượng cổ tụ linh đan tuy rằng chân quý nhưng cũng không đáng với đại lễ của đạo tổ tương liếu đại xà vội vàng lên tiếng ngăn cản viên đan này có thể giúp người mà tôi thật lòng yêu thương trùng tụ thần hồn xin tiền bối cứ yên tâm nhận lễ này tôi nói xem ra đạo tổ cũng giống như thánh nữ liếu yên thạch của tộc ta đều là người trọng tình viên đan dược này có duyên với tình cảm tương liếu đại xà bùi ngùi thở dài đợi khi tôi hành đại lễ xong tương liếu đại xà liền nói với tôi chuyện liếu yên thạch cầu xin đan dược năm xưa cung công vì phẫn nộ đâm vào núi bất chu mà chết liếu yên thạch đến tìm ngài cầu thượng của tụ linh đan để giúp cung công trùng tụ thần hồn tuy rằng ngài có lòng muốn giúp đỡ cô ấy nhưng cũng biết chuyện này không thể làm được sau khi bị ngài quả quyết cự tuyệt liếu yên thạch liền tự tử chết bên cạnh thi thể của cung công ở núi bất chu trở thành nữ tử si tình nhất hồng hoang Phò tưởng Liễu Yên Thạch bên cạnh tôi, dáng vẻ chính là hình ảnh cô ấy cầu xin đan dược ngày đó. Người cũng không cần để trong lòng, cứ yên tâm dùng nó cứu sống người người yêu là được rồi. Ta không cứu cung công, bởi vì cứu cung công đồng nghĩa với việc phản nghịch lại với thiên đạo, sẽ dẫn đến tai ương diệt tộc cho tộc ta, ta chưa từng hối hận về chuyện này. tử cổ đa tình không dư hận, Hà Phương chủ trướng thị thanh cuồng. Nói xong tôi cong người vái chào bức tượng của Liễu Yên Thạch. Giải thích câu tử cổ đa tình không dư hận, Hà Phương chủ trướng thị thanh cuồng là từ xưa đến nay người trọng tình luôn có nhiều tiếc nuối, cần gì phải khiến bản thân trở nên bi thương như vậy, chỉ bằng bỏ qua cho bản thân, hưởng thụ khoảnh khắc thanh tĩnh thoát tục này đi. Hết giải thích, hành đại lễ xong, tôi liền xin tương liễu đại xã hộ pháp cho tôi, tôi muốn mở huyệt thần đình thu thượng của tụ linh đan vào huyền quan giúp Khương Tuyết Dương trùng tụ thần hồn. Đạo tổ cần gì phải gấp gáp như vậy, nguy cơ của bàn xà cốc vẫn chưa giải trừ, trùng tụ thần hồn vốn chính là việc làm trái ý trời, sẽ có lượng kiếp giáng xuống. Sao không để sau khi mọi chuyện kết thúc rồi tính tiếp?" Tương Liếu đại xà hỏi tôi, "Tiền bối có chỗ không biết, chiến cục núi Bắc Minh khó giải, cuộc chiến của năm quân, chiến sự khó gỡ." "Những ngày này tôi nghĩ đi nghĩ lại, muốn phá chiến cục ở núi Bắc Minh, sợ là chỉ có thể dùng Sát Phá Lang Tam Phương Tứ Chính một lần nữa, người mà tôi muốn cứu chính là vị tướng bảy mưu tính kế của Ma đạo, Tham Lang đương nhiệm." Tôi đáp, Tương Liếu đại xà từng luận đạo với Ma đạo tổ sư, biết được lai lịch của Sát Phá Lang, nên cũng không nói thêm gì nữa. Lập tức đáp ứng hộ pháp giúp tôi. Kiếp nạn có rất nhiều loại, trong đó lượng kiếp là cái khó tránh nhất, một khi dẫn phát, nhất định phải dùng thân thể thừa nhận. Cái gọi là lượng chính là năng lượng, sự tuần hoàn sinh tử tạo nên sự cân bằng cho sinh mệnh, nếu như sự cân bằng mất khống chế thì sẽ sinh ra lượng kiếp. Khương Tuyết Dương đã chết một lần, đến cờ chiêu hồn cũng tuyên cáo về cái chết của cô ấy, vòng tuần hoàn sinh tử thuộc về cô ấy đã kết thúc rồi, nếu như tôi giúp cô ấy dùng thần niệm trùng tụ thần hồn chính là đang phá hoại sự cân bằng năng lượng sinh mệnh nhất định sẽ sinh ra lượng kiếp